Các bạn đang nghe truyện quỷ dị tu tiên thế giới trên kênh TV Audio CV. Chương 649, Phần Sát Sứ, 2 Yến Quy Lai không nghĩ nhiều, mà là lấy ra con dấu an đông sứ của mình ấn lên phù lục cấm chế trên phong thư. Sau khi cởi bỏ phù lục cấm chế, hắn mới lấy ra lá thư này, nghiêm túc đọc. Sau khi xem xong hắn lại nhíu mày trầm tư. Đại nhân, nếu không có chuyện gì, vậy ta ra ngoài trước. Lục bá viễn ở bên cạnh nói khẽ, hắn không dám hỏi trong thư viết gì. Yến Quy Lai vẫy vẫy tay, không nói gì. Sau khi lục bá viễn rời khỏi, Yến Quy Lai mới lẩm bẩm nếu là như vậy, phải xem hắn có đồng ý hay không lại một ngày mới đã tới, sau khi Chu Phàm và Lý Cửu Nguyệt cùng nhau đến Nghi Loan Ti Phủ, nhất thời không có việc gì, Chu Phàm cảm thấy có chút tinh thần không đúng. Bởi vì đêm qua hắn cuối cùng cũng đã hoàn thành tẩy tủy khối xương cốt cuối cùng của xương cốt tứ chi, nói cách khác 126 khối xương cốt tứ chi đã tu thành, tiếp theo chính là tẩy tủy xương cốt thân thể một khi bắt đầu xương cốt thân thể hắn chính là bước vào tẩy tủy trung đoạn tốc độ tu luyện này không tính là chậm cũng bởi vì vậy chu phà mới càng sinh ra một cảm giác bức thiết hiện tại ở lại thiên lương thành số sâu xám có thể có được là ít tới đáng thương hắn đang nghĩ có nên rời khỏi thiên lương thành bắt đầu lịch luyện mà lúc trước hắn cân nhắc hay không hắn đối với thiên lương thành chỉ có một chút quyến luyến hắn phần lớn là băn khoăn về cha mẹ và tiểu liễu ở tam khưu thôn nếu tam khư thôn xảy ra chuyện gì hắn từ thiên lương thành chạy về tam khư thôn còn có thể lo liệu một chút một khi rời khỏi thiên lương thành đi xa rồi trong nhất thời cũng khó có thể về nhà về phần thả hắn đi nghi loan ti có thả hắn đi hay không chu phàm không nghĩ nhiều bởi vì dựa vào công hưng của hắn sớm đã có thể đổi một cơ hội rời khỏi nghi loan ti phủ trước ngay khi chu phàm đang suy nghĩ về việc này tiểu lại trong phủ tới cung kính nói chu lực sĩ kiến đại nhân gọi ngươi tới một chuyến chu phàm khẽ gật đầu tỏ vẻ đã biết hắn lại nói một tiếng với lý cửu nguyệt sau đó rời khỏi tiểu sảnh một đường đi đến lực sĩ phù sư đều tươi cười chào hỏi hắn trên mặt bọn họ lờ mờ mang theo kính ý trận đánh ngày hôm qua khiến nguy vọng của chu phàm ở trong phủ ti lại càng lên cao hơn ở trong mắt các võ giả trong phủ chu phàm chính là người thứ tư thực tế trong phủ về phần bạch huyền thạch một tẩy tủy đoạn lại bị chu phàm thu thập bằng một tay các võ giả trong phủ cảm thấy an tây sứ bạch huyền thạch này hơi nước quá lớn thực lực cùng lắm chỉ có thể xếp thứ năm về phần nhân phẩm lại khiến bọn họ khinh bỉ không ai là kẻ ngốc người này vừa thử nghiệm đã muốn dùng chu phàm để giết gà dọa khỉ nếu thành công bị bức trước thực lực của hắn không ai dám nói gì nhiều nhưng hiện tại thất bại vậy chỉ có thể luôn lạc thành trò cười của người trong phủ chu phàm rất nhanh liền tiến vào phòng làm việc của yến quy lai yến quy lai nhìn thấy chu phàm tới hắn dừng bút cười nói hiện tại ngươi đã tẩy tủy rồi à Chu Phàm cười cười gật đầu thừa nhận, dẫu sao ngày hôm qua so đấu hắn đã tự mình thừa nhận, đã thừa nhận rồi, vậy không cần lấp liếm làm gì. Sư môn của ngươi đối với ngươi thật tốt. Yến Quy Lai không nghiện được thở dài, vốn ta vẫn muốn nếu ngươi thiếu linh vật tẩy tủy tốt, ta có thể tìm lão sư của ta hỗ trợ, hiện tại xem ra không cần rồi. Chu Phàm vội vàng nói cảm ơn, hắn biết Yến Quy Lai không phải loại người chỉ nói cho có lệ. Hai người lại nói chuyện phiếm vài câu, nụ cười trên mặt Yến Quy Lai thu liễm. Nghi mặt nói lần này gọi ngươi tới là muốn nói chuyện với ngươi, vốn chức an tây sứ là chuẩn bị cho ngươi, nhưng ngươi cũng biết rồi, xảy ra chút bất ngờ, cái này không cần nói nữa. Bên lạc thủy hương vì bồi thường việc này, lại chuẩn bị cho ngươi một chức vị khác, chỉ không biết ngươi có nguyện ý không, chức vị gì, chu phàm có chút tò mò hỏi, kỳ thật lần này hắn tới đây, cũng muốn nói với Yến Quy Lai là mình muốn rời khỏi, có điều cứ nghe chức vị trước cũng không ngại. Chức tuần sát sứ của lạc thủy hương nghi loan ti trên mặt yến quy lai lộ ra một tia rối rắm tuần sát sứ chu phàm ngẩn người hắn chưa từng chú ý đến còn có chức vị này đây có thể nói là một chức quan nhàn tản người quanh năm suốt tháng chính là không làm gì cũng có thể lĩnh một phần bổng lột tương đương với tứ an sứ chức trách chủ yếu của nó là tuần sát tình huống các lý của lạc thủy hương cùng với lưu ý biến hóa ngoài hoang dã cụ thể thì ngươi có thể xem ở đây yến quy lai đưa một tờ giấy cho chu phàm chu phàm tiếp nhận nghiêm túc đọc bên trên viết về chức trách của tuần sát sứ hắn đọc sơ qua một chút không sai lệch mấy với những gì yến quy lai đã nói đương nhiên những cái này chỉ là ở bên ngoài trên thực tế tuần sát sứ này thế nào hắn vẫn phải nghe ý kiến của yến quy lai tuần sát sứ vốn là yêu cầu võ giả tẩy tủy đoạn mới có thể đảm nhiệm bọn họ không biết ngươi đã tiến vào tẩy tủy cho nên lần này theo bọn họ ngươi xem như là tấn thăng đặc biệt chỗ tốt của chức vị này chính là những cái đó nhưng nó cũng không phải không có khuyết điểm Vấn đề thứ nhất của tuần sát sứ là không ổn định như tứ an sứ chúng ta, chỉ cần một năm cần cù chăm chỉ một chút, sẽ không phải chỉ là lĩnh một phần bổng lộc cố định, mà tuần sát sứ phải đi du đảng chung quanh, nếu vận khí không tốt, một năm trôi qua, có thể sẽ tầm thường vô vi, chỉ có thể lĩnh bổng lộc, thậm chí bổng lộc cũng không thể bù đắp cho tổn thất trên đường xá của mình. Đương nhiên về đường xá thì bên Lạc Thủy Hương cũng sẽ có trợ cấp như lộ phí cố định cùng với phù lục, nhưng những trợ cấp này là không đủ bù đắp cho tổn thất. Yến Quy Lai lắc đầu Vấn đề thứ hai là chức vị này rất nguy hiểm, tuần sát sứ cho dù phần lớn đều có thực lực tẩy tủy đoạn trở lên, nhưng hoang dã trước nay là thay đổi liên tục, có một số nơi tùy tiện bước vào, nói không chừng sẽ không ra được nữa. Theo ý ta, nguy hiểm mới là vấn đề nghiêm trọng nhất. Chu Phàm nghe thấy lời nói của Yến Quy Lai, hắn trầm mặt suy tư. Yến Quy Lai chú ý tới biểu cảm của Chu Phàm, tiếp tục nói bên là Thủy Hương Nghi Loan Ti gửi thư cho ta, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không. Bởi vì mệnh lệnh vẫn chưa hạ xuống, nếu ngươi không muốn vậy từ chối chức tuần sát sứ này đi bọn họ còn đưa ra phương án thứ hai ngươi có thể tới lạc thủy thành nhậm chức lực sĩ đãi ngộ cũng không tính là kém nhưng không bằng tuần sát sứ này Yến quy lai nói xong trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ hắn cũng biết đây chỉ sợ là phương án bù đắp tốt nhất mà lạc thủy hương nghi loan ti có thể lấy ra rồi hiện tại nghi loan ti cấp lý ở lạc thủy hương không có vị trí tứ an sứ nào trống chỉ có thể để chu phàm đi làm tuần sát sứ tuần sát sứ này vốn chính là một loại chức vị nghi loan ti thiết kế ra cho võ giả cấp cao lai lịch lại tầm thường. Yến Quy Lai biết, nơi nghèo khổ như lạc thủy hương, võ giả tẩy tủy đoạn cũng không đủ dùng, chức vị tứ an sứ lại là dành cho võ giả tẩy tủy phổ thông hoặc là lai lịch không rõ, chức tuần sát sứ lại quá gân gà, rất khó hấp dẫn được võ giả gia nhập, cho nên trí này tạm thời không có ai đảm nhiệm. Nếu Chu Phà nguyện ý, hắn sẽ trở thành tuần sát sứ duy nhất của lạc thủy hương hiện tại. Chu Phà nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau đó cười nói ta cảm thấy tuần sát sứ này rất không tồi, ta nguyện ý làm tuần sát sứ. Hắn vốn định rời khỏi thiên lương thành lịch luyện một phen, chuẩn bị cho thư viện đại khảo sắp tới, hiện tại có thể lịch luyện, lại có thể mang một danh hiệu tuần sát sứ, cho dù hắn một năm không làm gì, cũng có thể nhận được bổng lộc coi như không tồi. Tuần sát sứ này rất thích hợp với hắn hiện tại. Mặt Yến Quy Lai nghiêm lại, nói chu phàm, ngươi thật sự quyết định làm tuần sát sứ à? Nếu ngươi quyết định, việc này sẽ do lạc thủy hương nghi loan ti chiêu cáo nghi loan ti các lý đến lúc đó không thể tùy tiện đổi ý đâu ta đã nghĩ kỹ rồi chu phàm khẽ gật đầu hắn lại nói qua một chút về lý do của mình sau khi yến quy lai nghe xong mới hiểu rõ gật đầu thì ra ngươi sớm đã quyết định đi lịch luyện đã như vậy ta chỉ có thể chúc mừng ngươi chu phàm quyết định làm tuần sát sứ yến quy lai bảo mạc liêu lục bá viễn đi thông tri cho ba vị tứ an sứ vẫn đang ở vẫn đang tới phòng nghị sự rất nhanh bốn vị tứ an sứ và chu phàm tề tụ ở phòng nghị sự sau khi bạch huyền thạch tiến vào nhìn thấy chu phàm cũng có mặt sắc mặt hắn hơi sầm lại hắn vốn cực lực né tránh thấy chu phàm không ngờ lại gặp ở đây trong lòng hắn nghĩ đây khẳng định là yến quy lai cố ý để chu phàm tiến vào làm nhục mình trong lòng hắn lại giận dữ có điều hắn vẫn cố nhịn về phần áo công công và viên huệ pháp sư nhìn thấy chu phàm ở đây bọn họ sẽ không cảm thấy kỳ quái dẫu sao với thực lực của Chu Phạm gia nhập thảo luận sự vụ quan trọng trong phủ ti cũng không phải là lần đầu tiên. Rốt cuộc có chuyện gì, mau nói đi, ta còn có việc phải làm. Áo công công có chút không kiên nhẫn thúc giục. Ngươi yên tâm, không làm mất nhiều thời gian của các ngươi đâu. Yến Quy Lai lấy ra thứ lạc thủy hương gửi cho hắn bắt đầu đọc. Nội dung đại khái chính là Chu Phạm sắp rời khỏi thiên lương thành nghi loan ti đi nhậm chức tuần sát sứ. Sau khi Yến Quy Lai đọc xong, trong phòng nghị sự đều yên tĩnh áo công công có phản ứng trước tiên hắn vẻ mặt vui mừng vỗ tay nói chúc mừng chu lực sĩ không đúng nên là chúc mừng chu tuần sát áo công công không phải hư tình giả ý hắn là thật tâm chúc mừng chu phàm trong lòng có thể nói là vui muốn chết chu phàm này cuối cùng cũng đi rồi cũng chẳng khác nào là mây đen tản đi trời trong trăng sáng hắn có thể không vui sao chu phàm vừa đi yến quy lai chẳng khác nào là tự đoạn hai tay ngày lành của hắn sẽ tới về phần chu phàm là thăng chức đi đâu đối với áo công công mà nói là căn bản không để ý a di đà phật chúc mừng chu tuần sát viên huệ cũng cười nói có điều hắn lại thở dài thiên lương thành thiếu chu tuần sát đó chính là tổn thất rất lớn sắc mặt bạch huyền thạch âm tình bất định hắn không ngờ còn có chuyện này chu phàm đi rồi hắn muốn báo thù vậy cơ hội rất xa vời hơn nữa chu phàm còn là chức vị tương đương với hắn điều này khiến trong lòng hắn rất đố kỵ phải biết rằng hắn làm an tây sứ chính là mất không ít tâm huyết mới có được người này không ngờ nhẹ nhàng như vậy trở thành tuần sát sứ có điều rất nhanh trong lòng hắn lại bất tri bất giác giống như thả lỏng hơn không ít chu phàm rời khỏi khiến áp lực của hắn giảm mạnh trong lòng hắn có chút lên men sâu trong đáy lòng không thể không thừa nhận chu phàm dường như thật sự lợi hại hơn hắn bằng không vì sao hắn lại cảm thấy áp lực giảm mạnh bạch huyền thạch có lẽ vì có chút thất thần lại có lẽ không muốn chúc mừng chu phàm nói chung hắn vẫn im lặng ngồi trên vị trí áo công công nhìn bạch huyền thạch với vẻ kinh thường bạch huyền thạch này đúng là một chút lòng dạ cũng không có đối thủ đi rồi không ngờ ngay cả chúc mừng ngoài mặt cũng không nói ra được không lên được mặt bàn mất mặt áo công công cảm thấy cần thiết phải cân nhắc có nên thực sự kết minh với bạch huyền thạch này hay không cha nuôi hắn thường xuyên ở trước mặt hắn nói trên đời này đáng sợ nhất không phải quái quyệt cường đại cũng không phải kẻ địch khó chơi mà là người một nhà ngu như lợn trước kia hắn không rõ hiện tại hắn hiểu rồi lời cha nuôi nói là thật kết minh phải thận trọng ở trong mắt yến quy lai viên huệ bạch huyền thạch này mang thái độ bất động cũng khiến bọn họ rất khinh thường dẫu sao ngày hôm qua là hắn muốn khiêu chiến chu phàm hiện tại thua rồi chu phàm sắp thăng chức hắn lại ngay cả một câu chúc mừng cũng không nói lòng dạ khí độ của người này thật sự quá nhỏ nhen không đáng qua lại trong vô tình bạch huyền thạch cũng không biết mình đã bị ba vị tứ an sứ khinh bị thậm chí là xa lánh sau khi tuyên bố xong việc này mọi người rời khỏi phòng nghị sự đi làm việc của mình. Chu Phạm tìm tới Lý Cửu Nguyệt, kể lại chuyện tuần sát sứ với hắn. Sau khi Lý Cửu Nguyệt nghe xong chớp chớp mắt, trong mắt lộ ra một tia sầu não vì ly biệt, có điều rất nhanh hắn liền cười nói như vậy chúc mừng Chu Huynh thăng chức, đợi tan trực chúng ta tới mai hương viện bao đầu bài của bọn họ, ngươi thấy sao? Trong lòng Chu Phạm đột nhiên có chút không nở, hắn và Lý Cửu Nguyệt từ lúc cộng sự tới nay, một mực rất hợp phách, hiện tại hắn sắp rời khỏi thiên lương thành, vậy sau này cơ hội gặp mặt sẽ ít đi được vậy đêm nay chúng ta tới mai hương viện chúc mừng một chút có điều chuyện trả tiền chu phàm thu liễm cảm xúc trong lòng cười nói bọn họ đều là nam nhân cho dù thật sự ly biệt vậy cũng không nên khóc sướt mướt giống như đàn bà đương nhiên là ta trả tới kỹ viện chơi còn cần ngươi trả tiền à thế không phải xem thường lý công tử ta sao lý huynh nói chí phải sáng sớm hôm sau chu phàm dây sớm cáo từ đám người quen thuộc hoặc không quen thuộc trong phủ ti lại dùng một bộ phận công hung đổi lấy vật cần mới dưới sự hỗ trợ của lý cửu nguyệt mua một số vật phẩm trong thôn cần mướn một chiếc xe ngựa rời khỏi thiên lương thành hắn phải về thôn một chuyến trước sau đó mới bắt đầu kế hoạch du lịch của mình chu phàm rời khỏi kiến sắc mặt bạch huyền thạch có chút âm tình bất định nhưng hắn vừa nghĩ tới thực lực hiện tại cùng với thân phận tuần sát sứ của chu phàm chỉ có thể than thầm một tiếng đành từ bỏ một số ý đồ âm u trong lòng sau khi áo công công được mạc liêu báo cáo chu phàm đã rời khỏi thiên lương thành hắn biết trong khoảng thời gian ngắn sẽ không gặp lại chu phàm nữa không nhịn được cười nói tốt lắm sau cơn mưa trời lại sáng phải uống cạn một chén lớn hôm nay tới lượt hắn trấn thủ thiên lương thành ngoài cao hứng ra hắn dẫn theo hai ba tay sai tới tủ lâu của thiên lương thành uống rượu tìm vui chỉ là rượu mới uống được một nửa có thân tín của hắn tìm tới xảy ra chuyện gì à áo công công nhìn thân tín đi lên lầu trong lòng giật thót cái này không trách hắn nghi thần nghi quỷ dẫu sao thiên lương thành trong đoạn thời gian gần đây phát sinh quá nhiều chuyện hiện tại cho dù có người nói với hắn có quái quyệt không thể biết cấp tấn công tới hắn cũng tin bẩm báo công công là trứ công tử trở lại thân tính vội vàng trả lời tiểu trứ trở lại à trên mặt áo công công lộ ra vẻ mừng rỡ trứ thâm thâm về nhanh hơn hắn tưởng nghe thấy là trứ thâm thâm trở lại đang ở trong viện lạc lúc trước ở lại chờ hắn áo công công ngay cả rượu cũng không uống đi xuống tửu lâu tới Tây Phường. Đợi cho tới phía trước viện lạc, áo công công dừng chân, hắn vẫy vẫy tay đuổi người bên cạnh đi. Sau đó lại vỗ vỗ quần áo trên người mình, trầm âm suy nghĩ những lời cha nuôi từng nói với hắn, một thượng vị giả đối với thủ hạ mình coi trọng nhất, có bày ra thái độ tốt tới mấy cũng không đủ. Sau khi hắn chuẩn bị thỏa đáng, mới bước nhanh vào trong sân. Triếu thâm thâm đang đứng trong viện lạc, hắn so với trước kia thì gầy hơn, nhưng trên người lại lộ ra một trận âm hàng sắc bén, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Áo công công cũng bị hình tượng này của trứ thâm thâm khiến cho giật nảy mình, có điều rất nhanh hắn liền hồi thần, hai mắt nhanh chóng đỏ lên, thậm chí chảy xuống vài giọt nước mắt, mồm miệng run rẩy, tiểu trứ, ngươi cuối cùng cũng trở lại rồi, ta rất nhớ ngươi. Khí âm hàng sắc bén trên người trứ thâm thâm nhanh chóng biến mất, hắn ngây ra như phỏng, trong nhất thời không biết nên đáp lại thế nào mới thích hợp. Áo công công thất tình sụp lên, bước nhanh tới, nắm lấy hai tay trứ thâm thâm, trên mặt lộ ra vẻ vừa vui mừng lại vừa cảm động đến đây để ta nhìn ngươi nào ngươi gầy quá toàn thân trứ thâm thâm run rẩy rụt hai tay lại cố nén không rút kiếm ra một kiếm chém chết áo công công sau đó lại một kiếm kết thúc bản thân đại nhân đã lâu không gặp trứ thâm thâm ôm quyền trầm giọng nói hắn suy nghĩ mình rốt cuộc đã tạo nghiệp gì không ngờ lại đi theo một người như vậy sớm biết thế này lúc trước không nên ngươi trở về là tốt rồi áo công công thấy trứ thâm thâm không muốn tiếp xúc thân thể cũng không miễn cưỡng chỉ nhẹ nhàng lau nước mắt ngươi không biết đâu trong những ngày ngươi không ở đây ta mỗi ngày đều nhớ ngươi tráng trú thâm thâm nổi gân xanh rồi đại nhân chúng ta có thể nói chuyện tử tế không lúc này áo công công mới nhận thấy trú thâm thâm đã rơi vào bên rìa bùng nổ hắn cười trừ một tiếng nói là tình cảm của ta quá phong phú ngươi không thích ứng à vậy ta thu liễm một chút là được rồi thấy áo công công cuối cùng cũng khôi phục bình thường trú thâm thâm mới thở phào mỗi lần nhìn thấy vị đại nhân này hắn luôn có một loại cảm giác sống không bằng chết so với tu luyện thì còn mệt hơn sao ngươi nhanh như vậy đã trở lại rồi áo công công quan tâm hỏi ở bên đó đã không thể tiến bộ nữa cho nên sẽ trở lại sắc mặt tríu thâm thâm lãnh đạm nói vậy hiện tại ngươi là cảnh giới gì mặc áo công công lộ vẻ vui mừng hắn đề cử tríu thâm thâm tới nơi đó tríu thâm thâm nhanh như vậy đã hoàn thành tu luyện đúng là khiến hắn kinh ngạc không thôi cho dù thiên bất tàn địa bất khuyết đại hồng nguyện công lợi hại nhưng thế này cũng quá nhanh rồi xem ra trứ thâm thâm cũng hạ khổ công đã là tẩy tủy cao đoạn cách hoán huyết cũng chỉ có một bước trứ thâm thâm bình tĩnh nói được tốt lắm nếu ta luận bàn so đấu với ngươi nhất định không còn là đối thủ của ngươi áo công công lại vội vàng khen lần này trở về trừ ở đó không thể tiến bộ ra ta cũng muốn đọ sức với chu phà một phen chỉ là không biết hắn hiện tại là cảnh giới gì rồi, đây mới là ý nghĩa chân chính mà trú thâm thâm trở về, tiến cảnh của hắn nhanh chóng, thực lực tăng mạnh, hắn đã rất nóng lòng muốn là một hồi so đấu với Chu Phàm. Chu Phàm á, áo công công hơi sửng sốt, sau đó lại lắc đầu nói, tiểu trú, ngươi đã tới chậm rồi, Chu Phàm đã rời khỏi thiên lương thành, chắc là về tam khư thôn, có điều hắn tiến bộ cũng không chậm, khi hắn và Bạch Huyền Thạch so đấu nói mình đã tẩy tủy. Đã tẩy tủy rồi à, sắc mặt trứ thâm thâm khẽ biến, hắn vốn cho rằng chu phàm cùng lắm chỉ là thể lực đoạn, kết quả hắn đã là tẩy tủy đoạn, lại vẫn không kéo giãn được cự ly với chu phàm, bạch huyền thạch là ai, áo công công liền kể lại chi tiết chuyện bạch huyền thạch so đấu với chu phàm. Sau khi trứ thâm thâm nghe xong, trầm mặt không nói gì, chu phàm đã tẩy tủy, vậy hắn có thể vẫn không thắng được chu phàm, dẫu sao lần trước hắn là tốc độ cao đoạn, chu phàm cũng là tốc độ đoạn, kết quả hắn thua rất thảm. Lần này không nhỏ so đấu rồi, có Điều Trứ Thâm Thâm rất nhanh lại ngẩng đầu nói đại nhân, ta muốn khiêu chiến Bạch Huyền Thạch. Ngươi muốn đánh với Bạch Huyền Thạch à, mắt áo công công lộ vẻ kinh ngạc, vì sao đột nhiên đánh với hắn, ta muốn từ trên người hắn biết được chênh lệch giữa ta và Chu Phàm. Trứ Thâm Thâm thẳng thắn nói. Cái này không phải là không thể được, chỉ là ta sợ Bạch Huyền Thạch không muốn đánh với ngươi. Nếu là trước kia áo công công coi Bạch Huyền Thạch như minh hữu, hắn khẳng định không muốn trú thâm thâm phá hoại quan hệ của hai người này nhưng hiện tại hắn đã không để bạch huyền thạch ở trong mắt mang một loại thái độ thế nào cũng được trú thâm thâm đã có ý nguyện này áo công công liền dẫn theo trú thâm thâm đi tìm bạch huyền thạch bạch huyền thạch mới đến nghi loan ti phủ cũng sẽ không để hắn nhanh như vậy đã tiếp nhận công tác quá quan trọng cho nên hắn một mực ở trong nghi loan ti phủ là một số sự việc đơn giản ngươi muốn luận bàn với ta à sắc mặt bạch huyền thạch hơi trầm xuống nhìn trú thâm thâm có chút không vui nói áo công công này là có ý gì? Sao đột nhiên tìm một người tới luận bàn với hắn, chẳng lẽ coi hắn là con mèo con chó dễ bắt nạt ca? À? Người nào cũng có thể giẫm một cước, trú thâm thâm lạnh lùng nhàn gật đầu, nếu Bạch Huyền Thạch không đồng ý, hắn cũng không miễn cưỡng. Bạch Huyền Thạch mấy ngày nay trong lòng một mực nghẹn một cổ lửa giận, hiện tại một võ giả trẻ tuổi dám khiêu khích hắn, hắn lập tức không nhịn được áo công công, gần đây thủ kình của ta rất lớn, nếu ta không cẩn thận khiến người của ngươi bị thương, vậy ngươi cũng đừng trách ta thi đấu luận bàn, tử thương là khó tránh khỏi, nào dám trách Bạch Đại Nhân, áo công công thê thế nói, hắn lại cười lạnh trong lòng, Bạch Huyền Thạch này mà muốn đã thương tiểu trứ của hắn á, đúng là chuyện cười, được, ta đáp ứng, hy vọng các ngươi đừng hối hận. Võ giả thiên lương thành gần đây giống như là Tết vậy, một hồi đỏ sức đối với bọn họ mà nói là giữa võ giả bậc cao vừa trôi qua không lâu, nhanh như vậy đã lại có trận thứ hai. Hơn nữa hai trận đều có nghi loan ti phủ an tây sứ đại nhân Bạch Huyền Thạch cho dù Bạch Huyền Thạch thua Chu Phàm, nhưng dù sao cũng là võ giả tẩy tủy, thi đấu như vậy tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của tất cả mọi người. Mà Triếu Thâm Thâm cũng bởi vì lần trước so đấu với Chu Phàm, có không ít người nhận ra hắn. Ở trong mắt những người này đây có thể nói là một hồi quyết đấu giữa bại tướng dưới tay Chu Phàm. Nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự chờ mong trong lòng bọn họ. Bạch Huyền Thạch và Triếu Thâm Thâm rất nhanh liền đi lên lôi đài. Mấy chiêu, Trú thâm thâm nhìn về phía Bạch Huyền Thạch lạnh lùng hỏi. Mười chiêu là đủ rồi. Bạch Huyền Thạch kêu căng trả lời, hắn không tin võ giả mặt lạnh này quá mạnh, không thể mỗi đối thủ hắn gặp đều giống như Chu Phàm đó được. Kỳ thật cho đến bây giờ, Bạch Huyền Thạch vẫn có chút hoài nghi Chu Phàm là dựa vào An Giang mới thắng được hắn. Hắn nguyện ý đánh một trận với Trú Thâm Thâm, chính là để phát tiết lửa giận trong lòng. Ta là hỏi hắn thắng ngươi dùng mấy chiêu, Trú Thâm Thâm lạnh lùng nói. Hắn, Bạch Huyền Thạch hơi sửng sốt, có điều rất nhanh hắn liền có phản ứng, Triệu Thâm Thâm là nói Chu Phàm, sắc mặt hắn trở nên dữ tợn, băng phế co rút lại, một lượng lớn băng sương chi khí dâng lên, lượng lờ quanh thân thể hắn. Bạch Huyền Thạch không nói gì, thân ảnh của hắn chợt lóe, hai tay đẩy ngang ra, băng sương chi khí kèm theo một lượng lớn chân khí thuận theo cánh tay xoắn ra, như hai đạo băng dao. Triệu Thâm Thâm rút kiếm, kiếm của hắn nhanh tới tất cả mọi người đều không nhìn rõ chỉ có thể nhìn thấy có một đạo kiếm quan hồng nhạt xẹt qua không trung. Kiếm thứ nhất chặt đứt song dao, chân khí trên thân kiếm tràn ra khoái nát băng dao thành vụn băng. Kiếm thứ hai đổi chém làm vỗ, thân kiếm vỗ vào người bạch huyền thạch, hắn bị một kiếm đập bay, rơi xuống dưới lôi đài. Toàn trường lặng ngắt như tờ, thế là kết thúc ta, nhanh tới khiến bọn họ cảm thấy ngỡ ngàng. Trú thâm thâm lạnh lùng nhìn bạch huyền thạch rơi xuống đất, thu kiếm vào vỏ, xoay người xuống lôi đài rời đi trong lòng hắn đã có đáp án là một chiêu nếu chu phàm xuất thủ toàn lực bạch huyền thạch này ngay cả một chiêu cũng không cản được nếu không bạch huyền thạch sẽ không ngay cả hai kiếm của hắn cũng không đỡ nổi áo công công nhìn bạch huyền thạch đã triệt để ngây đơ với vẻ khinh thường thầm nghĩ ngươi thấy tiểu trú nhà ta lợi hại chưa dựa vào ngươi cũng muốn đã thương hắn á áo công công vội vàng bước nhanh đuổi theo trú thâm thâm bạch huyền thạch từ dưới đất bò dậy sắc mặt hắn hết xanh lại đỏ không dám nhìn vào ánh mắt của bất kỳ ai bước nhanh đi. Lúc này các võ giả ở phía sau hắn mới truyền ra tiếng xôn xao. Nhục, quá nhục. Toàn thân Bạch Huyền Thạch rung rẩy về tới vạn thảo đại dược phòng, hắn đập vỡ hết tất cả những vật có thể nhìn thấy trong phòng, cũng lớn tiếng quát mắng. Cao trưởng quỷ đứng ở bên cạnh hờ hững nhìn, không có ý ngăn cản khuyên can. Có một số thế gia công tử bình thường thì bộ dạng phong độ phiên phiên thiên chi kiêu tử, nhưng đây chỉ là vì lúc trước sống xuôi gió xuôi nước dưỡng thành, một khi gặp phải vấp váp nho nhỏ, cổ mục không thể điêu khắc, bạch huyền thạch này xem như đã hủy rồi. Cao trưởng quỷ đã không ôm hy vọng gì với bạch huyền thạch rồi. Sau khi đập xong tất cả những thứ có thể đập, bạch huyền thạch mới thở hỗn hển ngừng lại, hắn không phải thể lực không chống đỡ nổi nên thở gấp, mà là phẫn nộ tạo thành. Cao trưởng quỷ thấy hắn ngừng lại, đi tới nói những lời an ủi nghĩ một đằng nói một nẻo, không cho bạch huyền thạch phát hiện suy nghĩ trong lòng mình, để tránh bạch huyền thạch lấy hắn ra trút giận. Bạch Hiền Thạch quả thật không phát hiện cao trưởng quỷ đã vô cùng thất vọng với hắn, hiện tại hắn đã bị cừu hận che mờ hai mắt, ngay cả suy nghĩ cơ bản cũng không có, hắn nghiến răng nghiến lợi nói cao thúc, ta muốn giết chu phàm, giết trứ thâm thâm. Giết như thế nào? Cao trưởng quỷ bình tĩnh hỏi. Cao thúc, ngươi giúp ta, nếu bọn họ không chết, ta không thể đứng vững ở thiên lương lý. Bạch Hiền Thạch dương mắt nhìn về phía cao trưởng quỷ, trong mắt có vẻ chờ mong mãnh liệt. Công tử, ta không giúp được ngươi, thực lực của ta chỉ là tốc độ đoạn mà thôi, hai người đó chính là võ giả tẩy tủy đoạn. Cao trưởng quỷ chậm rãi lắc đầu nói. Bạch Huyền Thạch đờ đẫn, mắt hắn hơi co lại, rất nhanh liền hiểu được, cao trưởng quỷ quả thật không giúp được hắn, trừ khi hắn nguyện ý thuyên chuyển lực lượng của gia tộc, mới có thể giết chết Chu Phàm và Trứu Thâm Thâm. Nhưng Chu Phàm là nghi loan ti tuần sát sứ, người có thân phận như vậy không phải có thể tùy tiện giết, giết sẽ đắc tội với cơ cấu quan gia cường đại nhất nghi loan ti này, thế gia như bạch gia là đắc tội không nổi. Về phần triếu thâm thâm là người của áo công công, áo công công chính là đến từ hoàng cung. Nói ngắn gọn thì bạch gia sẽ không vì hắn mà đi mạo hiểm như vậy. Bạch huyền thạch vẽ mặt suy sụp cúi đầu. Mắt cao trưởng quỷ lộ vẽ khinh thường, có điều một ti khinh thường đó chỉ chợt lóe rồi biến mất, hắn lại nhẹ giọng an ủi vài câu, lấy cớ có việc rời khỏi đại sảnh. Hắn vừa đi ra cửa, bên trong lại truyền đến tiếng mắng chửi cực kỳ phẫn nộ, khiến hắn lại lắc đầu, Bạch Huyền Thạch này đã bị hắn triệt để từ bỏ, bất kể Bạch Huyền Thạch là đi hay ở đều không liên quan tới hắn. Đại nhân, người muốn ta tham gia thư viện đại khảo, tiến vào lớp chữ giáp, sắc mặt Trứ Thâm Thâm có chút kỳ quái hỏi. Vừa trở về tiểu viện không lâu, áo công công nói với Trứ Thâm Thâm chuyện thư viện đại khảo lớp chữ giáp, cho nên Trứ Thâm Thâm mới hỏi như vậy. Ừ, hiện tại ngươi đã là cảnh giới này ở bên lạc thủy hương, tài nguyên trên tay ta tối đa chỉ có thể giúp ngươi một lần, muốn tiến bộ hơn, vậy phải rời khỏi lạc thủy hương tới nơi xa hơn, nhưng những nơi đó đường xá xa xôi, một đi một về rất không tiện, ngược lại không bằng lợi dụng thư viện đại khảo thi vào lớp chữ giáp để thu hoạch tài nguyên phong phú hơn. Áo công công mặt mày tươi cười giải thích, hắn rất hài lòng đối với thực lực tiến bộ nhanh chóng của trứ thâm thâm, cũng vì vậy hắn thậm chí không nỡ để trứ thâm thâm gia nhập ni loan ti giúp hắn làm việc. Cha nuôi từng nói với hắn, làm người không thể quá để ý tới được mất ở một nơi, nhãn giới phải đặt xa một chút, phải khoáng đạt một chút. Có trứ thâm thâm, hắn đã không quá để ý tới tranh đấu ở Nghi Loan Ti, mục tiêu của hắn là trở thành đại tổng quản Hoàng Cung. Hoàng Cung có câu nói rất hay, thái giám không muốn làm đại tổng quản thì không phải là thái giám tốt. Áo công công hắn sẽ làm đại tổng quản, thậm chí là phải thay thế thiệt công công xếp thứ hai. Vì sao không tranh đệ nhất với Nga công công, đệ nhất đương nhiên phải là cha nuôi. Nếu Long Công Công ở đây, biết suy nghĩ của áo Công Công, khẳng định sẽ tác cho một trưởng, mắng ngươi nhìn quá xa rồi. Ta nghe đại nhân. Trú thâm thâm không do dự đáp ứng, hắn trước nay không am hiểu cân nhắc những việc này, hắn chỉ thích tu luyện, sau đó đi đánh bại Chu Phàm, kẻ địch cả đời của mình. Vậy thì tốt. Áo công công gật đầu hài lòng hơn nữa ta nghe người trong phủ ti từng nói vài câu, Chu Phàm cũng chuẩn bị tham gia thư viện đại khảo, nếu hắn có thể đi đến cuối cùng, các ngươi sẽ có cơ hội rất lớn chạm mặt ở trường thi trứ thâm thâm lập tức trở nên chiến ý lẫm liệt đại nhân giờ ta xuất phát bạch huyền thạch cuối cùng vẫn không xám xịt rời khỏi thiên lương thành bởi vì hắn tiếc vị trí an tây sứ đây chính là vị trí hắn phí hết tâm huyết mới có được nếu từ bỏ vậy sẽ không còn gì sáng sớm hôm sau hắn lại sắc mặt âm trầm đi tới nghi loan ti phủ làm việc cho dù các võ giả trong phủ ti không có thời gian xem so đấu lôi đài, đều đã từ miệng người khác nghe được chuyện Bạch Huyền Thạch bị người ta đánh bại với hai kiếm. Các võ giả trong phủ ti thấy hắn có thể tránh sẽ tận lực tránh, rất sợ dính phải cứt, bị Bạch Huyền Thạch an tây sứ này giận cá chém thớt. Đại đa số võ giả phủ ti đều rất khinh thường Bạch Huyền Thạch, bọn họ không hiểu sự biến thái của Chu Phàm và Trứ Thâm Thâm, chỉ theo bản năng cho rằng Bạch Huyền Thạch ở tẩy tủy đoạn này là trình độ phế vật, chỉ sợ là tẩy tủy đoạn rác rưởi nhất mà bọn họ từng thấy đương nhiên cũng có một số võ giả lờ mờ sinh ra một chút đồng tình với bạch huyền thạch dẫu sao liên tiếp thảm bại hai trận không khỏi quá thảm có điều vừa nghĩ tới tính tình của hắn chút đồng tình đó rất nhanh liền tan thành mây khói bạch huyền thạch làm việc ở trong phủ chịu đựng những ánh mắt kín đáo mà lại khác thường đó khiến lửa giận trong lòng hắn càng lúc càng thịnh hắn biết nếu mình không phát tiết ra sớm muộn gì cũng sẽ nổi điên hắn phất tay gọi một tiểu lại tới tiểu lại đó sắc mặt sầu khổ tim run rẩy hắn sợ an tây sứ đại nhân xui xẻo này một trưởng bổ hắn cho dù trong lòng hắn biết nếu bạch huyền thạch dám làm như vậy vậy chính là vi phạm luật pháp của nghi loan ti sẽ phải chịu nghiêm trị bạch huyền thạch chắc không dám làm như vậy nhưng một người đã mất đi lý trí bất kể là gì cũng có thể làm ra được giống như lúc nhỏ trong nhà hắn nuôi con lợn được phát dục trong nhất thời không tìm thấy heo mẹ lai giống cho nó kết quả ngày đó con lợn nhà hắn đã làm gãy một cây cột trong mắt hắn Bạch Huyền Thạch lúc này còn đáng sợ hơn con lợn được đó. Bạch Huyền Thạch nhìn thấy bộ dạng của Tiểu Lại, hắn càng tức hơn, nhưng chút lý trí còn sót lại nói với hắn, tìm một Tiểu Lại phát hỏa trừ khiến người ta cười nhạo ra, hắn cũng không thể phát tiết được quá nhiều hận ý trong lòng mình. Ngươi đi tìm Lý Cử Nguyệt đó tới cho ta. Bạch Huyền Thạch trầm giọng nói. Tiểu Lại dạ một tiếng, bước nhanh đi. Chu Phạm đi rồi, Lý Cử Nguyệt đang một mình chán chết ngồi ngẩn ngơ trong thiên thính phủ ti chưa an bài cộng sự cho hắn, có điều chắc cũng nhanh thôi. Chỉ là Lý Cửu Nguyệt không chuẩn bị nhận cộng sự mới, trong lòng hắn sớm đã có tính toán. Tiểu lại đó rất nhanh liền tìm được Lý Cửu Nguyệt, nói ra chuyện Bạch Huyền Thạch tìm hắn. Lý lực sĩ, ta thấy tâm tình của Bạch Đại Nhân rất kém, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiểu lại nhìn xung quanh một chút, sau khi phát hiện không có ai, thấp giọng nhắc nhở Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt cười cười, từ trong ống tay áo lấy ra một thỏi ngân nguyên bảo ném cho tiểu lại cảm tạ người trong phủ ti đều biết tính tình của lý lực sĩ rất hào sản hào phóng tiểu lại mừng rỡ tiếp nhận ngân nguyên bảo cảm ơn một tiếng rồi rời đi lý cửu nguyệt ra khỏi thiên thính rất nhanh đã đến chính đường của phủ ti gặp bạch huyền thạch lý cửu nguyệt đi lên thi lễ mỉm cười nói bạch đại nhân nghe nói ngươi có việc tìm ta ánh mắt bạch huyền thạch lạnh lùng hắn không làm gì được chu phàm không làm gì được trú thâm, thâm nhưng một võ giả bạo phát đoạn nho nhỏ này, hắn lại không thu thập được sao, hắn sớm đã tra cứu tư liệu về Lý Cửu Nguyệt, biết Lý Cửu Nguyệt chỉ là con của một thương nhân, bối cảnh như vậy đối với thế gia đại tộc mà nói là không đáng một cái cười khẩy. Lý Cửu Nguyệt này vào ngày hắn và Chu Phàm so đấu, từng mấy lần lên tiếng trào phúng, hắn sớm đã ghi hận trong lòng. Nghe nói Lý Lực Sĩ hiện tại vẫn chưa được an bài chức vụ cụ thể, cho nên ta gọi ngươi tới. Trên mặt Bạch Huyền Thạch lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười này rất giả dối. Lý Cửu Nguyệt không nói gì, chỉ im lặng nghe. Từ hôm nay trở đi, ngươi không phải phụ trách án kiện quái quyệt trong thành nữa, mà là xử lý sự kiện quái quyệt ở các thôn ngoài thành, Sơn Chỉ Thôn đang có một án kiện quái quyệt gây sự, hiện tại ngươi xuất phát đi. Bạch Huyền Thạch Thân là một trong tứ an sứ của Phủ Ti, hắn quả thật có quyền sai Lý Cửu Nguyệt đi làm việc. Sơn Chỉ Thôn ở địa khu bên rìa Bắc Bộ Thiên Lương Lý, có thể nói là thôn xóm hoang vắng nhất Thiên Lương Lý, còn hẻo lánh hơn cả tam khu thôn trước kia. Bạch Đại Nhân, xin hỏi vị lực sĩ nào đi cùng ta, Lý Cửu Nguyệt mở miệng hỏi. Nghi Loan ti sư nay là hai lực sĩ một tổ, cho nên Lý Cửu Nguyệt mới hỏi như vậy. Ngươi đi một mình, hiện tại nhân thủ trong phủ ti đang thiếu hụt nghiêm trọng, chỉ có thể sự cấp tòng quyền. Bạch Huyền Thạch Hờ hững nói. Đi một mình. Thôn xóm hẻo lánh hoang vắng như vậy, từ thiên lương thành tới đó, phải rời khỏi xích đạo xuyên qua một bộ phận hoang dã, để một võ giả bạo phát đoạn làm như vậy, không cẩn thận sẽ không về được. Lý Cửu Nguyệt không tức giận, mà là khẽ cười nói vậy ta sẽ không đi. Sắc mặt Bạch Huyền Thạch lạnh lùng, đột nhiên quát to Lý Cửu Nguyệt lớn mật, ngươi là muốn cải mệnh lệnh nhà, võ giả tiểu lại làm việc trong chính đường đều không nhịn được mà nhìn tới, trong mắt bọn họ lờ mờ hiện ra vẻ lo lắng cho Lý Cửu Nguyệt. Cơ cấu cường lực như nghi loan ti, kiên kỵ nhất chính là cải mệnh lệnh, một khi cải mệnh lệnh của thủ trưởng, nhất định sẽ phải chịu trừng phạt nghiêm khắc. Cải lệnh của phủ ti thì ta đương nhiên không dám. Lý Cửu Nguyệt vẫn không nhanh không chậm nói, có điều ta đã quyết định xin nghỉ, không còn là lực sĩ của Nghi Loan Ti nữa, vậy ta xem như không phải là cải mệnh lệnh đúng không? Bạch Huyền Thạch lạnh lùng nói ta nhớ ngươi mới gia nhập Nghi Loan Ti không bao lâu, hiện tại đã muốn rời khỏi, trong nhà ta có tiền, rời khỏi Nghi Loan Ti một nghìn lần cũng được. Lý Cửu Nguyệt cười nói hơn nữa, sợ rằng Bạch Đại Nhân không biết, ta không cần dùng tiền cũng có thể rời khỏi nghi loan ti ta và chu huynh cùng nhau giải quyết rất nhiều án tử công hung tích lũy sớm đủ để đổi cơ hội rời khỏi sắc mặt bạch huyền thạch có chút âm trầm hắn cũng có dự đoán tình huống lý cửu nguyệt không chấp nhận nhiệm vụ từ đó rời khỏi nghi loan ti nhưng vẫn có thể khiến lý cửu nguyệt mất một khoản tiền lớn hắn chỉ độc không nghĩ tới công hung tích lũy trên người lý cửu nguyệt cáo từ bạch đại nhân hẹp hòi có điều ngươi không biết ta rất nhiều lúc rất rộng rãi nhưng có đôi khi cũng rất hẹp hòi còn hẹp hòi hơn cả ngươi. Trên mặt Lý Cửu Nguyệt hiện lên nụ cười, xoay người đi ra ngoài nghi loan ti phủ. Thủ tục rời khỏi thậm chí Lý Cửu Nguyệt không cần làm, tự nhiên sẽ có người tới làm thay hắn, hắn một khoảnh khắc cũng không muốn ở lại nghi loan ti phủ. Bạch Huyền Thạch nhìn bóng lưng của Lý Cửu Nguyệt, khuôn mặt bình tĩnh của hắn bỗng nhiên lộ ra nụ cười hài lòng, Lý Cửu Nguyệt này bị hắn đuổi ra khỏi nghi loan ti, bất kể là như thế nào vẫn là hắn thắng, dẫu sao công hung không phải là tiền nga. Về phần câu nói mặt danh kỳ diệu cuối cùng của Lý Cửu Nguyệt, Bạch Hiền Thạch không hề để ở trong lòng, một thương nhân nho nhỏ mà muốn trả thù hắn chắc, nếu đối phương thức sự dám trả thù hắn, Bạch Hiền Thạch hắn cũng không ngại cho đối phương một giáo. Huấn sâu sách, ai bảo hắn tốt với Chu Phàm đó như vậy? Chuyện phát sinh trong chính đường rất nhanh có mặt Liêu Thông Tri cho áo công công đang tọa trấn Nghi Loan Ti phủ. Sau khi áo công công nghe xong chỉ gật đầu, tỏ vẻ biết rồi, thậm chí không nói thêm một câu. Lý Cửu Nguyệt một mực không phải cùng một đường với hắn, hắn căn bản mặc kệ việc này. Lý Lương Thái trong đoạn thời gian này một mực ở trong phủ của mình tại Thiên Lương Thành, sinh ý đều giao cho người dưới tạm thời lo liệu, hắn không đi đâu là vì chỉ sợ tiểu tổ tông đó xảy ra chuyện gì ở trong thành, hoặc là tìm hắn lại không tìm thấy mà tức giận. Ở trong lòng Lý Lương Thái, không có gì quan trọng hơn chuyện hầu hạ tốt tiểu tổ tông đó. Cho dù Lý Cửu Nguyệt rất dễ ở chung, nhưng Lý Lương Thái mỗi ngày đều sống trong hoang mang lo sợ khi nghe thấy Lý Cửu Nguyệt chưa tới thời gian tan trực đã trở về Lý Phủ, Lý Lương Thái vốn đang nhà nhã thưởng thức ở trong phòng tiểu thiếp của mình lập tức chạy vội ra. Lý Cửu Nguyệt đang ngồi trong phòng chậm rãi uống nước trà, hắn nhìn thấy Lý Lương Thái tới, liền cười nói thúc phụ. Hiền chất, ngươi về rồi à, Lý Lương Thái có chút chân tay lúng cuốn đứng đó, giống như một tiểu hài tử. Thúc phụ ngươi ngồi xuống đi. Mặt Lý Cửu Nguyệt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Lý Lương Thái vội vàng ngồi xuống ghế, hạ nhân hầu hạ rót một ly trà cho lão gia nhà mình. Đoạn thời gian này đa tạ thúc phụ đã chiếu cố, ta sắp rời khỏi thiên lương thành. Lý Cửu Nguyệt lại cười nói. Sao lại đột nhiên như vậy? Lý Lương Thái hơi sửng sốt hỏi, hắn đang cấp tốc nhớ lại mình có làm sai chuyện gì mà đắc tội với Lý Cửu Nguyệt không? Vốn là muốn để qua vài ngày nữa mới nói với thúc phụ, kết quả hôm nay bởi vì Bạch Huyền Thạch muốn nhầm vào ta, cho nên từ chức lực sĩ trước một chút. Lý Cửu Nguyệt nhún vai nói bạch huyền thạch. An tây sứ đó à, Lý Lương Thái phất tay bảo tất cả hạ nhân lui ra, hắn cắn răng nói đại nhân, có cần ta bỏ ra một số tiền lớn tìm người làm thịt hắn không? Võ giả tẩy tủy đoạn đối với Lý Lương Thái mà nói là rất khó giải quyết, nhưng hắn vẫn phải nói như vậy, thậm chí Lý Cửu Nguyệt cực đầu, hắn cho dù tán gia bại sản cũng phải tiêu diệt bạch huyền thạch. Đối với hắn mà nói hiện tại không biểu lộ lòng trung thành thì khi nào mới biểu lộ lòng trung thành? Về phần bối cảnh của Bạch Huyền Thạch là gì? Lý Lương Thái cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Lý Cửu Nguyệt liếc Lý Lương Thái một cái, không sửa đúng xưng hô của hắn, dẫu sao hắn cũng sắp đi rồi, không cần để ý tới loại chi tiết này, hắn lắc đầu nói dù sao cũng là thế gia tử từ cao tượng Bạch Gia đi ra, người ứng phó thì quá miễn cưỡng. Lý Cửu Nguyệt không đồng ý, Lý Lương Thái cũng không dám nhiều lời. Ngươi sai người lấy một đạo truyền âm phù tới đây, ta có lời muốn nói với Lão Vương. Lý Cửu Nguyệt lại cười nói lý lương thái vội vàng sai người mang truyền âm phù tới hắn lại ruột rè xin chỉ thị đại nhân vậy ta lui xuống trước không cần ngươi ở bên cạnh nghe cũng không sao lý cửu nguyệt đã bắt đầu kích hoạt truyền âm phù phù lục có thể truyền âm cự ly càng xa lại càng đắt đỏ loại truyền âm phù có thể truyền âm đến lạc thủy thành này đối với người thường mà nói là đắt đỏ vô cùng truyền âm phù như vậy cho dù là nghi loan ti cũng không nỡ dùng thường xuyên thương nhân cũng vậy không đến thời khắc rất nguy cấp bọn họ đều sẽ không dùng loạn truyền âm phù có thể bảo tồn thanh âm đợi bên kia rảnh thì đáp lại cũng có thể đối thoại tức thời lý cửu nguyệt kích hoạt truyền âm phù trong tay sau đó kiên nhẫn chờ là lương thái à bên kia truyền đến thanh âm uy nghiêm của vương hải đông lão vương là ta vị nghĩa đệ đó của ngươi ở ngay bên cạnh ta lý cửu nguyệt cười nói là công 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 ừ tử à thanh âm uy nghiêm của vương hải đông biến thành lắp bắp lộ ra vẻ rất kích động điều này khiến lý lương thái ở bên cạnh biến thành càng cung kính hơn công tử có gì phân phó vương hải đông vội vàng xin chỉ thị hắn biết công tử không có chuyện gì thì sẽ không liên hệ với hắn cũng không có đại sự gì chuyện ở thiên lương lý ta làm xong rồi xử lý nốt một số việc thì qua một đoạn thời gian nữa sẽ quay về cho nên muốn nói với ngươi trước một tiếng lý cửu nguyệt nói ta hiểu rồi công tử, ta sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm của Vương Hải Đông trở nên ngưng trọng. Lý Cửu Nguyệt nghĩ nghĩ một chút, trên mặt lộ ra một nụ cười quái ác đà, còn có một chuyện nhỏ nữa, ngươi thay ta truyền lời cho Bạch Gia. Bạch Gia? Bạch Gia nào? Là thiên nam đạo vân ngư châu Bạch Gia à, Vương Hải Đông hỏi. Toàn thân Lý Lương Thái rung lên, hắn đã may mắn được nghe qua về vân ngư châu Bạch Gia, vân ngư châu bạch gia đó so với cao tượng huyện bạch gia thì chính là một tồn tại giống như quái vật lớn vị nghĩa huynh này của hắn ngay lập tức nghĩ đến không ngờ là vân ngư châu bạch gia chứ không phải cao tượng bạch gia không phải chính là bạch gia ở cao tượng huyện có băng sương chi phế ấy lý cửu nguyệt giải thích cao tượng bạch gia hình như là có một tiểu gia tộc như vậy không biết công tử muốn ta truyền lời gì vương hải đông không dám hỏi nhiều công tử bảo hắn truyền lời hắn cứ truyền lời là được lý cửu nguyệt nói những lời đó với vương hải đông lý lương thái ở bên cạnh nghe mà mặt lộ vẻ quái dị có điều rất nhanh hắn liền thu liễn thần sắc để tránh khiến lý cửu nguyệt bất mãn lý cửu nguyệt nói xong những lời này lại cười khẽ một tiếng lời này là khi hắn nói chuyện phím với chu phàm nghe được hiện tại bị hắn sửa lại một chút rồi mượn dùng hắn từng nói mình hẹp hòi không phải là chuyện đùa công tử yên tâm lời này ta nhất định sẽ truyền thay công tử vương hải đông ở bên kia không hề do dự sau khi nhớ kỹ thì trầm giọng nói hai người lại nói vài câu sau đó mới kết thúc lần truyền âm này ở lạc thủy thành có một xuân lai tửu lâu cao ba tầng lạc thủy thành là thành thị lớn nhất lạc thủy hương tửu lâu không thiếu xuân lai tửu lâu cao ba tầng nhìn thì rất bình thường nhưng một số người đã từng tới xuân lai tửu lâu đều mơ hồ biết tửu lâu này có chút đặc biệt bởi vì tử lâu có bận rộn tới mấy, tầng thứ ba vĩnh viễn là không mở với bên ngoài. Tầng thứ ba của Xuân Lai tử lâu nhìn thì trống rỗng, chỉ có một cái giường hoàng hoa lê tọa tựa vào cửa sổ, một nam tử dáng người to lớn đang ngồi trên giường, nhìn thuyền gỗ chậm rãi qua lại trên sông nhỏ dưới cửa sổ. Trên giường bày một cái đĩa sứ, trên đĩa sứ sâu một dây hỏa hồng bồ đào, loại hỏa hồng bồ đào tới từ vực ngoại ở rất chua đắng, nhưng lại có lợi ích cực lớn đối với cơ thể người nam tử thuận tay vặt một quả xuống bỏ vào miệng môi hắn dày hơn người thường một chút lộ ra có chút đặc biệt hắn ngay cả vỏ nho cũng nuốt không phải nói nho này rất có dinh dưỡng mà là hắn ăn nho trước nay đều lười chẳng muốn bỏ vỏ và hạt bên ngoài rất nhanh truyền đến tiếng gõ cửa vào đi nam tử thờ ơ nói có người đẩy cửa ra người này là xa phu đêm đó đưa lý cửu nguyệt đến thiên lương thành nam tử trong phòng chính là nghĩa huynh vương hải đông của lý lương thái sau khi xa Sa phu đẩy cửa ra đi vào theo hắn là tám nam tử hoặc cao hoặc thấp tám nam nhân này từ trung niên đến lão niên đều ăn mặc như văn nhân tám người đồng loạt thi lễ với vương hải đông đông gia ông chủ vương hải đông ngồi trên giường dừng ăn nho hắn dương mắt nói các ngươi ai biết về cao tượng bạch gia nói cho ta nghe một chút đi tám người này ở bên ngoài là trướng phòng tiên sinh ở các hiệu buôn của vương hải đông nhưng trên thực tế lại là người thu thập tin tức của các thế lực. Đừng nói là cao tượng huyện, cho dù là các huyện liền nhau đều có thế lực của bọn họ. Người có thể làm loại chuyện này, bình thường trí nhớ vô cùng tốt, đối với thế lực lớn nhỏ trong huyện đều biết rất tường tận. Rất nhanh có một trướng phòng tiên sinh đứng dậy, nói ra tin tức của cao tượng Bạch Gia với Vương Hải Đông, ngay cả ba đời trước của cao tượng Bạch Gia, giao hảo với những thế lực nào, đích hệ bàn hệ trong nhà có bao nhiêu người đều nhất nhất nói ra. Vương Hải Đông nghe một lúc bực mình vung tay được rồi, không cần nói nữa, ta hỏi các ngươi, nếu chúng ta muốn nhổ bạch gia đó, phải trả giá bao nhiêu, muốn trừ bỏ cao tượng bạch gia, sắc mặt của tám gã trướng phòng tiên sinh bình tĩnh cúi đầu cấp tốc suy tư, sau đó tám người lại thấp giọng nói chuyện một lúc, mới do một người trong đó đứng ra nói đông gia, cái này phải xem ngươi muốn mất thời gian bao lâu. Nếu nguyện ý để chúng ta chậm rãi tìm cách thì một năm, chỉ cần tiêu tốn một cái giá rất nhỏ, có thể khiến bọn họ biến mất khỏi cao tượng huyện. Một năm, sắc mặt vương hải đông lạnh lùng nhưng ta không chờ được một năm ta muốn trong một ngày tiêu diệt cao tượng bạch gia thì sao tám gã trướng phòng tiên sinh lộ ra vẻ sầu khổ bọn họ lại thương lượng cuối cùng do một trướng phòng tiên sinh lớn tuổi trả lời bởi vì phải cân nhắc tới phản ứng của quan gia và các phương thế lực như vậy dự tính phải tổn thất một phần mười tài nguyên của chúng ta mới có thể làm được vương hải đông nhíu mày một phần mười mà tám gã trướng phòng tiên sinh này nói là giới hạn ở tài sản trong cao tượng huyện đối với hắn mà nói cũng không tính là gì ta biết rồi, các ngươi đi xuống làm việc đi. Vương Hải Đông gật đầu nói. Đông gia, ngươi có phải thật sự muốn tiêu diệt cao tượng Bạch Gia không? Nếu muốn, cứ nói trước với chúng ta một tiếng, để chúng ta chuẩn bị thay Đông Gia. Một trướng phòng tiên sinh lớn gan nói, Đông Gia này của bọn họ thủ đoạn lợi hại, nhưng lại rất tốt với bọn họ, nếu không phải như vậy, hắn cũng thật sự không dám hỏi. Tạm thời không cần. Vương Hải Đông vuốt cầm, ta chỉ là hỏi thử một chút mà thôi có tiêu diệt bạch gia hay không còn phải xem thái độ của bạch gia thế nào ta nghĩ bọn họ cũng không có lá gan này tám gã trướng phòng tiên sinh nhìn nhau không dám nói nữa nhưng trong lòng lại lầm bầm cao tượng bạch gia đó cũng không biết là chọc giận gì đông gia nhà mình đúng là quá xui xẻo tám gã trướng phòng tiên sinh lui xuống tên võ giả một mực đi theo vương hải đông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích bình nguyên lấy cho ta truyền âm phù liên hệ với Lưu Tam Hỏa. Vương Hải Đông suy nghĩ một chút nói. Bình Nguyên lui ra, rất nhanh cầm một cái hộp gấm đến. Vương Hải Đông mở hộp gấm, bên trong có hơn 10 tấm truyền âm phù, hắn cẩn thận phân biệt, mới lấy ra một tấm rồi kích hoạt. Rất nhanh truyền âm phù có thanh âm truyền tới đại ca, sao lại tìm ta lúc này? Ta đang bận mà, thanh âm mang theo vẻ kinh ngạc. Tam hỏa, thiếu chủ nhân có mệnh lệnh thanh âm của vương hải đông trở nên nghiêm túc bởi vì tính đặc thù của thiên lương lý cho nên vương hải đông một mực ở lại lạc thủy thành không tới cao tượng huyện nhưng trên thực tế chuyện bên này một mực do hắn chủ trì ở cao tượng huyện phụ trách sinh ý của thương hào là huynh đệ kết nghĩa chân chính lưu tam hỏa của hắn cũng chỉ có những người xuất thân cùng một nơi với vương hải đông mới thật sự đáng để tin cậy vâng đại ca cứ nói bên kia nghe thấy là thiếu chủ nhân có mệnh lệnh thanh âm của hắn cũng biến thành ngưng trọng lần này chúng ta muốn đối phó là cao tượng bạch gia người biết cao tượng bạch gia không vương hải đông trầm giọng hỏi ta biết thiếu chủ nhân là muốn chém tận giấc tuyệt cao tượng bạch gia hay là thế nào tạm thời vẫn chưa nghiêm trọng như vậy người trước tiên thay thiếu chủ nhân truyền lời cho họ xem bọn họ có phản ứng gì đừng làm quá lớn dùng thân phận gia tộc thứ ba lúc trước chuẩn bị là được vương hải đông lạnh lùng nói thân phận chân chính của thiếu chủ nhân tuyệt đối không thể tiết lộ cho nên thế lực của bọn họ lung lạc mấy gia tộc nói lớn không lớn nói, nhỏ không nhỏ để khi cần thì đẩy ra làm lá trắng. Cho dù có người tra ra nội tình của thế lực bọn họ, cũng chỉ có thể tra được tới mấy gia tộc đó, nhưng cho dù là mấy gia tộc đó, vậy cũng đủ khiếp người rồi. Ta biết rồi, thiếu chủ nhân muốn truyền lời gì cho họ, Lưu Tam Hỏa mở miệng hỏi. Vương Hải Đông nói nguyên văn lại cho Lưu Tam Hỏa, chuyện của thiếu chủ nhân đối với bọn họ mà nói vĩnh viễn thuộc về cấp bậc ưu tiên hàng đầu, lưu tam hỏa cũng không nhiều lời rất nhanh liền ngắt truyền âm buổi chiều lý cử nguyệt rời khỏi nghi loan ti phủ đại trạch của bạch gia ở cao tượng huyện thành có một tráng hán mặt đen đứng trước cổng lớn trước cổng lớn của bạch gia có bốn thủ vệ bọn họ nhìn về phía tráng hán mặt đen tráng hán mặt đen nhất chân bước tới bật cửa người đến dừng lại thông báo tính danh một thủ vệ lạnh giọng quát bình thường khách nhân đến bạch gia đều sẽ dừng bước trước bậc cửa chờ thông báo hoặc là sớm có hẹn trước Người này chẳng nói chẳng rằng nhìn thì không giống khách nhân của Bạch gia. Thủ vệ đó đánh mắt cho các đồng bạn, bảo ba người bọn họ cẩn thận một chút. Tráng hán mặt đen thì thầm một tiếng. "Ngươi nói gì?" Thủ vệ nghe không rõ, hắn nắm chặt vũ khí trong tay. "Ta nói ta là gia gia của các ngươi." Tráng hán mặt đen ngẩng đầu nhếch miệng bật cười, sau đó giống như cự tượng xông tới bốn gã thủ vệ. Chiến đấu trước cửa chỉ nháy mắt là kết thúc bốn gã thủ vệ chỉ kịp phát ra một tiếng hét lớn toàn bộ đều bị đánh xỉu cửa lớn của bạch gia nhanh chóng mở ra có sáu cao thủ xông ra nhưng chỉ thấy thủ vệ đã ngất xỉu cùng với một phong thư trên mặt đất phong thư có hai màu vàng xanh dùng giấy đặc thù chế thành sau khi sáu cao thủ rụt rè xác nhận phong thư không có nguy hiểm mới nhặt lên bên trên viết bạch lão gia tử tự mở sắc mặt bọn họ khẽ biến phong thư này không ngờ là viết cho bạch lão gia tử Bạch Lão Gia tự chính là người chủ sự của Bạch Gia, cũng là cột chống trời của Bạch Gia. Sáu người bọn họ không dám do dự, sai người mau chống cứu tỉnh bốn gã thủ vệ, mà lá thư này thì nộp lên cho đại quản gia của Bạch Phủ. Loại thư tính lai lịch không rõ này đương nhiên không thể trực tiếp đưa tới trước mặt Bạch Lão Gia tử, mà phải do đại quản gia sàng lọc kiểm tra mới đưa tới thì thích hợp hơn. Sau khi đại quản gia của Bạch Phủ có được phong thư, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ do dự, thư này chế tác cực kỳ xa hoa, nhìn thì không giống một trò đùa dai hắn trong nhất thời có chút không dám sờ bừa đại quản gia của bạch phủ bảo phù sư trong phủ tới giám định phong thư sau khi xác nhận thật sự không có cạm bẫy lại gặp bốn gã thủ vệ vừa được cứu tỉnh sau khi nghe bốn gã thủ vệ kể lại sắc mặt của đại quản gia bạch phủ trở nên ngưng trọng có thể một chiêu đánh bại bốn gã võ giả bạo phát đoạn đây tuyệt đối không phải chuyện bình thường tráng háng mặt đen đó sợ rằng cũng có một chút lai lịch nhưng tìm mấy võ giả kiến thức rộng rãi trong phủ tới Ai nấy đều nói chưa từng nghe qua trong huyện có cao thủ như vậy. Đại quản gia của Bạch phủ không do dự nữa, mà là mang theo thư đi gặp đại gia của Bạch gia. Đại gia Bạch gia Bạch Thiên Hoa đang tu luyện võ kỹ, hắn nhìn thấy đại quản gia tìm mình thì ngừng lại, nghe đại quản gia kể lại cả sự kiện một lần. "Thư đâu?" Bạch Thiên Hoa xòe tay nói. Đại quản gia đưa phong thư vàng xanh cho Bạch Thiên Hoa. Bởi vì thư đã được phụ sư của Bạch phủ giám định, không có vấn đề gì bạch thiên hoa trực tiếp mở ra lấy ra một lát cắt màu vàng lát cắt vàng chỉ to bằng bàn tay mỏng như cánh ve bên trên có điểm nhỏ như cắt vàng bạch thiên hoa cầm mảnh vàng hai mắt nghiêm lại là cương kim đại quản gia ở bên cạnh cũng nhìn ra được đúng là cương kim bên trên mảnh vàng không có chữ nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ chữ bên trên chỉ là được ẩn đi mà tu vi của bọn họ chưa đến vĩnh viễn không thể khiến chữ trên cương kim hiện ra người đến sớm đã đoán được bọn họ sẽ mở, cho nên chuẩn bị giấy viết thư bằng cương kim. Muốn khiến cương kim hiện chữ, ở Bạch Gia có thể người làm được chỉ có ba vị cung phụng cùng với Bạch Lão Gia Tử. Người truyền tin là cố ý muốn dùng giấy viết thư bằng cương kim đưa tới tay Bạch Lão Gia Tử, để Bạch Lão Gia Tử tận mắt đọc chữ viết bên trên. Đại quản gia trầm mặt, việc này hắn cũng không dám quyết định, chỉ chờ Bạch Thiên Hoa đưa ra quyết định. Ngươi theo ta, cùng đi gặp lão gia tử. Bạch Thiên Hoa hít vào một hơi, sắc mặt ngưng trọng nói. Cương kim đắt đỏ tới không hợp lẽ thường, nhưng người truyền tin lại nở dùng để truyền tin. Vậy chuyện được nói trong thư này chắc chắn rất quan trọng. Tốt nhất đừng mời ba vị cung phụng đó tới, để phụ thân tự mình xem là lựa chọn tốt nhất. Hiển nhiên, mục đích của người truyền tin đã đạt được rồi. Bạch Thiên Hoa và đại quản gia xuyên qua hành lang mưa quanh co, ngừng lại ở chỗ đình viện sâu nhất. Bởi vì ở sâu bên trong, nơi này là nơi u tĩnh nhất của Bạch Gia, người của Bạch Gia bình thường nếu không có việc gì thì đều không dám tới gần nơi này. Hai người Bạch Thiên Hoa và Đại quản Gia dừng chân trước cửa đình viện, kiên nhẫn đợi một lúc, một lão bột đi ra mở cửa gỗ, mặt không biểu tình nhìn bọn họ. Nguyên Thúc, có chuyện quan trọng tìm lão gia tử. Bạch Thiên Hoa cung kính nói. Lão bột không nói gì, tránh ra. Bạch Thiên Hoa và Đại quản Gia đi vào. Vườn hoa của đình viện chỉ trồng tinh diệp cúc, trên lá cây tô điểm mấy đóa hoa nhỏ màu lam. Lão nhân đầu đầy tóc trắng đang cong người cúi đầu, trong tay hắn cầm một đóa tinh diệp cúc, nghiêm túc quan sát. Trên mặt hắn phủ kín nếp nhăn, nhìn thì đã gần đất xa trời, nhưng ánh mắt nhìn hai người Bạch Thiên Hoa lại vẫn tràn ngập sinh cơ cùng với uy nghiêm. Hắn chỉ nhìn một cái rồi rời tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm tinh diệp cúc trong tay mình. Bạch Thiên Hoa đi tới, nhẹ giọng kể lại sự việc với lão nhân. Sau khi nói xong, hắn đưa giấy viết thư bằng cương kim cho lão gia tử nhà mình. Bạch gia lão gia tử nhìn giấy viết thư bằng cương kim một cái, trong mắt hắn có dao động cảm xúc lờ mờ, tay trái tiếp nhận giấy viết thư, chân khí trắng thuần mãnh liệt tuôn ra, chân khí bừng bừng cho dù không phải nhằm vào Bạch Thiên Hoa, mắt hắn cũng lộ ra vẻ sợ hãi không thể không lui về phía sau một bước. Giấy viết thư hơi rung rung, chữ viết màu vàng trên giấy hiện ra, nhữ gia huyền thạch rất điếu, sao không đỏ với trời, lên cao chính vạn dặm, hai mắt Bạch gia lão gia tử hơi nheo lại, hắn nhất thời ngạc nhiên không nói gì. Bạch Thiên Hoa đi lên cũng nhìn thấy những lời này, hắn ngay ra một thoáng nói chữ, điếu, này giải thích thế nào, không phải lời hay gì. Bạch Lão Gia Tử cũng không biết chữ, điếu, này là có ý gì, nhưng từ cả câu cho thấy, hiển nhiên là một câu nói vô cùng trào phúng, biết điểm này là đủ rồi. Cũng chỉ có những lời này thôi à, Bạch Thiên Hoa nhíu mày nói. Bạch Lão Gia Tử lật thư cương kim, sau đó nhìn thấy đồ án huy chương ở mặt trái, đó là một cái cây khô đen xì trên cây khô có từng đạo một văn tinh tế nhưng trên đỉnh cây khô lại là tán cây to lớn hoàn toàn trái ngược với cây khô đây là tộc huy của thế gia nào bạch thiên hoa hơi sửng sốt hỏi hắn không có bất kỳ ấn tượng gì đối với tộc huy này nếp nhăn trên mặt bạch lão gia tử lại đột nhiên co rút lại thân thể hắn có ý băng lãnh tuôn ra nhiệt độ không khí cũng theo đó mà giảm xuống vài độ bạch thiên hoa biết lão gia tử đang ở vào một loại trạng thái cảm xúc chấn động kịch liệt điều này khiến sắc mặt bạch thiên hoa khẽ biến hắn biết tộc huy này khẳng định có vấn đề kể lại chi tiết cho ta nếp nhăn trên mặt bạch lão gia tử lại giãn ra thanh âm của hắn lạnh lùng mà trầm ổn cặp mắt đó vẫn nhìn chằm chằm gia huy trên giấy cương kim vừa rồi bạch thiên hoa sợ bạch lão gia tử không có lòng kiên nhẫn để nghe cho nên hắn chỉ nói lại một cách đơn giản hiện tại bạch lão gia tử yêu cầu hắn nói nghiêm túc vậy hắn sẽ nói nghiêm túc Đại quản gia ở bên cạnh thì bổ sung chi tiết thay cho Bạch Thiên Hoa. Đại hán mặt đen đó cũng chỉ để lại một phong thư thôi à, sau khi Bạch Lão Gia tử nghe xong, trầm mặt một lúc rồi nói. Chỉ có phong thư này. Đại quản gia rất chắc chắn nói. Bạch Huyền Thạch là ai? Bạch Lão Gia tử lại hỏi, trong thanh âm của hắn không nghe ra cảm xúc gì. Hắn nhớ mang máng hình như đã nghe qua cái tên này, nhưng Thủy Chung không thể liên hệ người và tên, dẫu sao con cháu của Bạch Gia rất nhiều, nếu không phải con cháu đặc biệt xuất sắc bạch lão gia tử cũng không để ở trong lòng đại quản gia và bạch thiên hoa nhìn nhau cuối cùng vẫn do bạch thiên hoa mở miệng nói là con thứ sáu của bác đệ bạch thiên hoa là trưởng tử vẫn có thể nhớ được đám con cháu của mình lão bác có ở nhà không bạch lão gia tử hỏi hắn tháng này không có việc gì một mực ở nhà bạch thiên hoa trả lời ngươi đi bảo hắn tới đây Bạch lão gia tử nhìn đại quản gia nói. Đại quản gia gật đầu bước nhanh rời đi. Phụ thân, tộc huy này là Bạch Thiên Hoa nhìn tộc huy quá dị khiến hắn cảm thấy không được tự nhiên đó, không nhịn được lên tiếng hỏi. Bạch lão gia tử lại nhìn kỹ huy chương trên cương kim, thở dài đây là tộc huy của Hắc Mộc gia, thế gia đứng thứ ba thương Diễm Châu. Hắc Mộc gia, thế gia đứng thứ ba thương Diễm Châu, trên trán Bạch Thiên Hoa lập tức có mồ hôi chảy xuống quốc cảnh rộng lớn vô hạn của đại ngụy triều chia làm sáu cấp thôn lý hương huyện châu đạo thế gia được xưng là đứng thứ ba một châu là mạnh thế nào cái này đã vượt quá tưởng tượng của bạch thiên hoa bởi vì cho dù là thế gia xếp thứ nhất cao tượng huyện cũng không phải là bạch gia có thể treo chọc huống chi là h một gia thế gia đứng thứ ba của thương diễm châu một trong ba châu của Thiên nam đạo bạch thiên hoa đương nhiên đã nghe nói tới h một gia chỉ là đại ngụy triều có rất nhiều thế gia tộc huy cũng nhiều không đếm xuể không ai nhớ được nhiều tộc huy phiền phức như vậy, hắn không nhận biết tộc huy của Hắc Mộc Gia cũng không phải là chuyện kỳ quá gì. Nhưng sao Bạch Huyền Thạch lại đắc tội với Hắc Mộc Gia, Bạch Thiên Hoa hơi bình tĩnh lại hỏi. Cao tượng huyện ở Thiên Nam Đạo Lôi Châu, mà Hắc Mộc Gia thì ở Thương Diễm Châu, cho dù hai bên liền nhau, nhưng bởi vì có hoang dã, cự ly kỳ thật rất xa xôi. Bạch Thiên Hoa có thế nào cũng không thể tưởng tượng ra được đứa cháu Bạch Huyền Thạch đó của hắn làm thế nào mà đắc tội được với thế gia đứng thứ ba Thương Diễm Châu, bạch lão gia tử không trả lời, hắn chỉ trầm mặt nhìn giấy viết thư bằng cương kim trong tay. Rất nhanh một nam tử trung niên đi theo đại quản gia tiến vào trong đình viện. Nam tử trung niên này nhìn thì trẻ tuổi hơn Bạch Thiên Hoa rất nhiều, hắn chính là Bạch Thiên Cai, con trai thứ 8 của Bạch Lão Gia Tử. Phụ thân Trên mặt Bạch Thiên Cai lộ ra vẻ thấp thỏm, hắn một đường theo đại quản gia đến đây, đại quản gia lại không chịu nói với hắn là phát sinh chuyện gì. Bạch Hiền Thạch đâu? Bạch lão gia tử trầm giọng hỏi. Huyền thạch, Bạch thiên cai ngây ra một thoáng, ta thay hắn mưu cầu vị trí an tây sứ bị bỏ trống ở lạc thủy hương thiên lương lý rồi. Bạch gia nhà to nghiệp lớn, việc cũng nhiều, bọn bạch lão gia tử không biết bạch huyền thạch đi làm thiên lương lý an tây sứ. Lạc thủy hương thiên lương lý. Từ khi hắn tới thiên lương lý, ngươi có liên hệ với hắn không? Bạch lão gia tử lại hỏi. Hắn chắc vừa tới không bao lâu, chưa có tin gì gửi về, có phải huyền thạch làm ra chuyện gì sai không? Sắc mặt Bạch Thiên Cai khẽ biến, hắn biết Bạch Lão Gia tự hỏi như vậy, vậy vấn đề khẳng định là xảy ra ở trên người đứa con trai này của hắn. Người phát truyền âm phù hỏi hắn có đắc tội với ai không? Bất kể là người nào cũng phải nói ra, lúc này không cần tiết kiệm truyền âm phù, nên nói gì thì đều nói hết cho ta. Bạch Lão Gia tử nghiêm mặt nói. Trên người Bạch Huyền Thạch không thể có truyền âm phù cự ly xa, nếu không Bạch Lão Gia tử khẳng định sẽ lập tức là một hồi đối thoại với hắn, hiện tại chỉ có thể áp dụng phương pháp trung chuyển. Ngươi cũng đi hỏi trưởng quỹ của vạn thảo đại dược phòng đóng giữ ở thiên lương lý, bảo hắn trả lời ta. Bạch lão gia tử lại nhìn về phía đại quản gia nói. Sắc mặt bạch thiên cai khẽ biến, đây là bạch lão gia tử đang phòng ngừa bạch huyền thạch nói dối, chứng tỏ sự việc rất nghiêm trọng, hắn lát nữa phải bắt nhi tử của mình nói rõ ràng mới được. Bạch thiên cai và đại quản gia bước nhanh đi liên hệ. Trong đình viện, Bạch lão gia tử lại nhìn về phía Bạch Thiên Hoa nói đi mời Trương Cung Phụng tới đây, bảo hắn tới chỗ cửa lớn của Bạch gia, người truyền tin đó có thể vẫn ở lại, nếu tới thì phải chiêu đãi cho tốt, xem hắn có yêu cầu gì, cho dù muốn gặp ta cũng không sao, Bạch lão gia tử vẫn giữ được trấn định, điều này khiến tâm thần của Bạch Thiên Hoa cũng ổn định hơn, hắn gật đầu, rời khỏi đình viện đi mời Trương Cung Phụng. Bạch lão gia tử sau khi tất cả mọi người rời khỏi rồi, chỉ trầm mặt nhìn vườn hoa tinh diệp cúc trong mắt lão bột cơ hồ ở vào trạng thái ẩn thân lộ ra vẻ lo lắng, chỉ có hắn theo lão gia nhiều năm như vậy, mới biết lão gia hiện tại đang ở vào một loại trạng thái lo âu, bằng không sẽ không đứng yên bất động. Hắc một thế gia mang tới cho hắn áp lực rất lớn. Trở về đầu tiên là Bạch Thiên Hoa, hắn nói với Bạch Lão Gia Tử đã gọi Trương Cung Phụng tới. Trở về sau đó là Đại Quản Gia, hắn mang đến tin tức nói Bạch Huyền Thạch ở Thiên Lương Thành trước sau đánh thua hai võ giả, một người tên là Chu Phàm, một người tên là Trứ Thâm Thâm, nhưng hai võ giả này từ tin tức thu thập được cho thấy, dường như chỉ là võ giả dân thường. Đại quản gia đã bảo cao trưởng quỹ tận lực đi điều tra nội tình của hai võ giả đó. Không giống. Sau khi Bạch Lão Gia tử nghe xong liền bình luận. Cuối cùng Bạch Thiên Cai trở lại, sắc mặt hắn hơi khó coi, hắn không ngờ nhi tử nhìn thì có vẻ cũng được, ở Thiên Lương Thành lại làm ra nhiều chuyện như vậy, hắn không dám giấu giếm, nhất nhất nói ra phiên bản bạch thiên cai nói có thêm một lý cử nguyệt con của thương nhân cửu đạt lý bạch lão gia tử nhíu mày hơn nữa còn là chuyện phát sinh buổi sáng hôm nay đi điều tra xem ở cửu đạt lý có người này hay không đại quản gia lĩnh mệnh mà đi chỉ là trong nhất thời sợ rằng rất khó điều tra rõ bạch lão gia tử quay đầu nhìn về phía bạch thiên cai ngươi bảo con của ngươi mau về đây đi hiện tại trở về ngay á nhưng hắn vừa làm an tây sứ hiện tại sợ rằng rất khó xin nghỉ phép bạch thiên cai hơi sửng sốt nói bạch thiên cai một mực đang bận rộn lại vẫn mơ mơ màng màng không biết đã xảy ra chuyện gì dẫu sao ở trong mắt hắn bạch huyền thạch chính là đã ăn quả đắng ở thiên lương thành bác đệ bảo ngươi làm thì ngươi làm đi bạch thiên hoa lớn tiếng quát bác đệ này của hắn đúng là đầu óc bị nước vào hiện tại vẫn nghĩ tới loại việc nhỏ xin nghỉ phép này nếp nhăn trên mặt bạch lão gia tử co rúng lại, hắn bỗng nhiên cười nói không thể xin nghỉ thì từ chức đi, bạch gia đã sắp đổ rồi, còn để ý tới một vị trí an tây sứ nho nhỏ à, nụ cười này khiến trong lòng bạch thiên Cai hốt hoảng, hắn dạ một tiếng rồi vội vàng ra khỏi đình viện, hắn muốn nghi tử của mình mau cút về. Nếu không sai, vấn đề có thể là ở trên người Lý Cửu Nguyệt đó, Chu Phàm và Triếu Thâm Thâm Thắng Huyền Thạch sẽ không gửi thư như vậy tới đây. Bạch Lão Gia tử chậm rãi nói. Phụ thân, ngươi nói đây liệu có thể là giả không bạch thiên hoa do dự một chút nói dẫu sao đối với bọn họ mà nói thương diễm châu không tính là gần liệu có phải là ai đó muốn mượn danh tiếng của Hắc một thế gia để dọa bọn họ bạch lão gia tự liếc bạch thiên hoa một cái nói người đó không sợ bạch gia chúng ta nhưng hắn dám mạo hiểm đắc tội với Hắc một gia lại chỉ để đối phó với bạch gia chúng ta sao mỗi thế gia đều rất quý trọng danh dự của gia tộc của mình mạo danh thế gia đó chính là điều tối kỵ để thế gia biết nhất định sẽ gặp phải công tiếp nghiêm khắc nhất của thế. Gia đó. Thương Diễm Châu ở ngay bên cạnh Lô Châu, cho dù muốn mạo danh, cũng không nên mạo danh hát một gia, mà là chọn một thế gia ở nơi xa hơn mới đúng. Bạch Lão Gia tự nhìn giấy viết thư bằng cương kim trong tay, không tiếc dùng giấy viết thư bằng cương kim để lừa bịp thì có lẽ có, nhưng lá gan lớn đến mạo danh hát một gia để lừa bịp thì tuyệt đối sẽ không có. Cho dù ta nói sai, bọn họ là giả, hiện tại với loại tình huống này, Chúng ta cũng chỉ có thể coi như là thật, nếu giả, chúng ta không cần ra tay, Hắc một gia cũng sẽ không bỏ qua cho bọn họ." Ánh mắt Bạch lão gia tử lạnh lùng nói. Trong mắt Bạch Thiên Hoa lộ ra vẻ sợ hãi, nếu thật sự giống như Bạch lão gia tử nói, Bạch gia đã gặp phải kẻ địch không thể treo chọc nhất, mà tất cả đều bởi vì đứa cháu Bạch Huyền Thạch đó của hắn. Nghĩ đến đây, Bạch Thiên Hoa tức giận đến nghiến răng, đúng là tên gia hỏa mắt chó, muốn hại chết cả Bạch gia sau khi kiên nhẫn chờ nửa canh giờ đại quản gia trở lại hắn nói với bạch lão gia tử lạc thủy hương cửu đạt lý đúng là có năm thương nhân họ lý nhưng chưa từng nghe qua những thương nhân này có con trai tên là lý cửu nguyệt vậy thì không sai rồi bạch lão gia tử cười khổ một tiếng đứa cháu đó của hắn lần này đúng là đụng vào thiết bản rồi lúc này lại có một gia đình từ bên ngoài bước nhanh vào tất cả mọi người nhìn về phía gia đình này gia đình vội vàng nói trương cung phụng bảo ta đến nói người truyền tin tới rồi cuối cùng cũng tới rồi hai mắt bạch lão gia tử nghiêm lại nói đi chúng ta ra ngoài gặp người truyền tin phụ thân người đó thiện ác khó phân biệt cứ để ta đi là được rồi bạch thiên hoa kiên trì nói lão gia tử không thể gặp chuyện không may nếu lão gia tử xảy ra chuyện vậy bạch gia tương đương với sụp đổ một nửa ngu xuẩn hắn là đến truyền tin vậy đại biểu việc này còn có chỗ trống để cứu vãn ta mà không đi ngươi biết ứng phó thế nào à Người quen thuộc với hát một thế gia sao, sắc mặt bạch lão gia tử nghiêm túc quát. Bạch Thiên Hoa không dám ngăn cản nữa. Bạch lão gia tử dẫn theo đoàn người ra ngoài, rất nhanh ở đại sảnh nhìn thấy Tráng Hán mặt đen đó. Tráng Hán mặt đen đang cầm chén trà uống nước. Trương Cung Phụng ở bên cạnh cẩn thận bồi tiếp. Hắc Tiên Sinh, vị này là gia chủ của bạch gia ta. Trương Cung Phụng thấy bạch lão gia tử tới, hắn đứng lên cười giới thiệu. Trương Cung Phụng cùng vào với tráng hán mặt đen này, tráng hán mặt đen tự xưng họ hắc, từ đầu tới cuối cũng chỉ nói một câu như vậy. Nhưng tráng hán mặt đen không có ý tứ đứng lên, hắn chỉ dương mắt ừ khẽ một tiếng. Bạch lão gia tử cũng không tức giận, chỉ hiếp mắt cười cười ngồi trên chủ vị hắc tiên sinh, con cháu chẳng ra gì nhà ta có chỗ nào đắc tội, bạch mổ ở đây nhận lỗi với ngươi. Bạch lão gia tử không hỏi tráng hán mặt đen có phải đến từ hắc một thế gia hay không, càng không hỏi tráng hán mặt đen cho dù là đến từ h một thế gia cũng có thể đại biểu h một thế gia hay không bởi vì những cái này đều không cần thiết phải hỏi thế gia chú ý nhất là quy củ tráng hán mặt đen đã có thể báo ra danh hào của h một thế gia với bạch gia vậy đại biểu cho h một thế gia cho phép hắn làm như vậy nếu không cho phép tráng hán mặt đen tuyệt đối không dám làm như vậy cũng giống như địa vị của bạch huyền thạch ở bạch gia hắn du lịch ở bên ngoài có thể nói với người khác hắn đến từ bạch gia nhưng hắn không thể dùng danh nghĩa của Bạch Gia để đi trao đổi với một thế gia khác, nếu không đây là phạm vào kiên kỵ, nhẹ thì thì bị trục xuất khỏi thế gia, nặng thì sẽ bị xử tử trực tiếp. Tráng hán mặt đen không nói gì, chỉ sắc mặt bình tĩnh chờ. Bạch lão gia tử cũng biết không phải nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết hắc tiên sinh bất kể muốn thế nào, chỉ cần nói ra, Bạch Gia nhất định sẽ dùng hết sức đi làm. Hắn đắc tội với công tử nhà ta, công tử nhà ta bảo ta nhắn cho Bạch lão gia tử, Lời nhắn ở ngay trong thư, chẳng lẽ Bạch gia chưa xem mà, mặt trắng háng mặt đen lộ vẻ châm biếm hỏi. Bạch lão gia tử trầm mặt một lúc nói xem rồi, nhưng có chút không rõ. Có rõ hay không, đó chính là vấn đề của Bạch gia, ta chỉ là một chân chạy, chỉ cần biết một kết quả, sau đó trở về bẩm báo với công tử nhà ta. Tráng háng mặt đen chậm rãi nói. Bạch Thiên Hoa đứng bên cạnh yên lặng nhớ lại câu, nữ gia huyền thạch rất điếu, sao không đỏ với trời, lên cao chính vạn dặm. Hắn suy nghĩ lời này là có ý gì, càng nghĩ trong lòng càng hoảng. Bạch lão gia tự thở dài trong lòng, có điều rất nhanh hắn liền nói hiện tại ta hiểu rồi, chờ hắn trở về, ta sẽ sai người cho hắn dùng Thăng Thiên Phù, đưa hắn lên trời một lần. Thăng Thiên Phù là một loại phù lục dán lên trên người có thể khiến người ta bay lên độ cao nhất định, cụ thể lên cao bao nhiêu thì tùy vào thể trọng. Nhưng loại phù lục này có thể chồng, chồng càng nhiều bay lên lại càng cao. Vấn đề là ở chỗ sau khi bay lên rồi hạ xuống sẽ biến thành một vấn đề lớn, cho nên loại phù lục không thể tự do khống chế thân thể này, liền thành phù lục phế vật không có tác dụng gì, chỉ có trường hợp đặc biệt mới dán lên trên một số khí vật đặc thù. Cho nên đưa bạch huyền thạch lên trời, là thật sự khiến hắn lên trời. Tráng hán mặt đen cũng coi như hài lòng với câu trả lời này của bạch lão gia tử, hắn buông chén trà, không nói gì đi đến ngoài sảnh. Hắn không hỏi lên cao bao nhiêu, cũng không hỏi lên lúc nào, càng không có ý tứ giám sát bởi vì những cái này người của Bạch Gia đều sẽ an bài tốt, không cần hắn phải suy nghĩ. Sau khi tráng hán mặt đen rời khỏi, Bạch Thiên Cai lập tức quỳ xuống, liên tục dập đầu phụ thân, xin ngươi tha cho huyền thạch một mạng. Bác đệ, chúng ta tha cho huyền thạch, hắc một thế gia có thể tha cho Bạch Gia chúng ta không? Sắc mặt Bạch Thiên Hoa lạnh lùng nói, đừng nói là Bạch huyền thạch, cho dù đổi thành con của hắn, hắn cũng phải đưa lên trời. Bạch Thiên Cai thì không có tâm địa tà nhẫn như Bạch Thiên Hoa, hắn chỉ khổ cực rơi lệ cầu xin. Trương Cung Phụng không muốn nhúng tay vào việc này, hắn hơi thi lễ với bạch lão gia tử, sau đó lui ra ngoài. Sắc mặt bạch lão gia tử hờ hững nghe con trai mình cầu xin, nghe một lúc rồi hắn mới nói ta một mực nói với các ngươi, bạch gia ta ở đại ngụy triều tối đa chỉ tính là con kiến hơi lớn một chút, dặn các ngươi đừng có tự đại, ra ngoài cũng phải cẩn ngôn thận hành. Nhưng các ngươi thì sao? Cho rằng bạch gia ở cao tượng huyện thực lực mạnh, chỉ cần không treo chọc những đại gia tộc lợi hại hơn mình thì không sao ư, ở nhà trước mặt ta thì ai nấy đều rất ngoan ngoãn, ra ngoài lại không coi ai ra gì, mỗi người đều rất kiêu hoành, ngang ngược khắp nơi. Các ngươi đó, chính là không rõ, trên đời này người hoặc thế gia cường hoành hơn bạch gia chúng ta là nhiều không đếm xuể các ngươi dựa vào cái gì mà tinh vi tinh tướng, bạch thiên cai bị nói cho ngừng khóc, bạch lão gia tử là thật sự tức giận rồi. Những người không thể đắc tội cũng sẽ không mỗi lần trước khi bị các ngươi treo chọc thì khắc chữ lên trán để các ngươi biết là không thể treo chọc, một khi treo chọc, đám người các ngươi chết cũng đáng đời, nhưng đừng hủy cơ nghiệp mà lịch đại tổ tiên của Bạch Gia vất vả lắm mới tính lũy ra. Sắc mặt Bạch Lão Gia tử càng lúc càng lạnh lùng. Sau khi Bạch Huyền Thạch trở về thì cho hắn lên trời trăm trượng, bất kể sống chết đều không truy cứu nữa. Sắc mặt Bạch Thiên cai lộ vẻ sầu thảm, bay lên trời trăm trượng mà ngã xuống, cho dù là võ giả sau kháng kích đoạn thân thể đã trở nên mạnh hơn cũng rất khó sống sót, có thể sống sót chắc cũng sẽ trở thành một phế nhân. Bạch lão gia tử rời khỏi chính sảnh. Bạch thiên hoa lại chưa đi. Đại ca. Bạch thiên cai ngẩng đầu nhìn bạch thiên hoa, trong mắt hắn lộ ra vẻ cầu xin. Bác đệ. Bạch thiên hoa khẽ thở dài từ giờ trở đi, trước khi huyền thạch về nhà, ngươi và ta phải một tấc cũng không rời. Bạch thiên cai ngẩng người, sau đó thì triệt để lạnh lòng, hắn hiểu ý của bạch thiên hoa, Bạch Thiên Hoa là sợ hắn mật báo cho con trai mình. Nếu Bạch Huyền Thạch biết vận mệnh sẽ phải đối mặt khi về nhà, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đào tẩu. Nhưng một khi Bạch Huyền Thạch đào tẩu, vậy Bạch Gia sẽ bởi vì sự đào tẩu của hắn mà đối phải mặt với cục diện gia nan không thể tưởng tượng, Bạch Thiên Hoa sẽ không cho phép xuất hiện cục diện như vậy. Bạch Thiên trai cúi thấp đầu, kỳ thật Bạch Thiên Hoa làm như vậy cũng tốt, như vậy tâm lý của hắn mới có thể không có trở ngại. Nếu Bạch Thiên Hoa không trông chừng hắn, hắn lại không báo tin cho nhi tử, vậy cả đời này hắn sẽ phải sống trong ấy nấy. Thế gia thường thường là đặt lợi ích của gia tộc lớn hơn tất cả, Bạch gia cũng không ngoại lệ. Sau khi Chu Phàm rời khỏi Thiên Lương Thành, cho tới lúc chính ngọ thì mới về tới phần cốc địa. Phần cốc địa là nhất phái tường hòa, Chu Phàm đầu tiên là giống như trước kia mang theo xe ngựa chở đầy hàng hóa tới doanh địa tuần tra của Tam Khư Thôn, gặp Hoàng Phù Sư và Lỗ Khôi. Hoàng Phù Sư và Lỗ Khôi nhìn thấy Chu Phàm trở về, rất cao hứng, đồng thời phái người đi thông tri cho cha mẹ của Chu Phàm. Chu Phàm hàn huyên vài câu với bọn hoàng phù sư, sau khi dặn dò một chút hắn liền mang theo lễ vật mua cho cha mẹ và tiểu liễu trực tiếp trở về nhà. Về nhà không lâu, cha mẹ cùng về tới trong nhà, bọn họ nhìn thấy Chu Phàm thì vừa cao hứng vừa nghi hoặc, dẫu sao Chu Phàm tháng trước vừa rời nhà không bao lâu, tháng này trở về hơi sớm. Chu Phàm không sốt ruột giải thích nguyên nhân về nhà, mà là nói chuyện phím với cha mẹ, Quế Phượng không chịu ngồi yên, rất nhanh lại chui vào phòng bếp chuẩn bị cơm trưa cho Chu Phàm. Chu Phàm kể với Chu Nhất một một số chuyện thú vị không tính là nguy hiểm ở Thiên Lương Thành, về phần những chuyện quá hung hiểm, ví dụ như ma cô yêu và âm quy ma thì không nói, dẫu sao có một số chuyện nói ra sẽ chỉ khiến cha mẹ lo lắng thêm mà thôi. Nhớ tới ma cô yêu, trong mắt Chu Phàm lộ ra một tia cảnh giác, hắn vẫn không quên ma tổ. Có điều Hoàng Diệp lão đạo nói ma tổ đã đào tẩu, chắc không thể khôi phục nhanh như vậy, mà mình hiện tại lại tiến vào tẩy tủy đoạn, ma tổ muốn giết hắn cũng không dễ dàng hắn có nhiều ác chủ bài như vậy nếu ma tổ đã bị thương lại thật sự dám đến chu phàm đúng là hy vọng hắn sẽ đến để tránh cứ phải đề phòng quái quyệt này trả thù chu phàm cũng từng hỏi phù sư trong phủ ti về chuyện này dưới cái nhìn nhất trí của các phù sư ma tổ chỉ có thể tìm chu phàm trả thù chứ không thể tìm được tới cha mẹ hắn ở tam cư thôn dẫu sao nó thậm chí ngay cả tên của chu phàm cũng không biết thủ đoạn tìm người của những quái quyệt đó cuối cùng cũng chỉ là nhắm về phía chu phàm nói một lúc chu nhất một mới vỗ đầu nói đúng rồi ngươi mau đi thăm tiểu liễu đi kỳ thật nếu qua mấy ngày nữa ngươi không trở về ta cũng chuẩn bị dùng tiêu tức phụ ngươi đưa ta để liên hệ với ngươi tiểu liễu làm sao vậy chu phàm có chút khẩn trương hỏi chu nhất một an ủi ngươi đừng lo lắng tiểu liễu không sao rất tốt có một số chuyện ta và bọn đại liễu không đưa ra được chú ý nên muốn hỏi ngươi một chút Rốt cuộc là chuyện gì? Chu Phàm thở phào hỏi. Chu Nhất Một kể lại từ đầu chí cuối, sau khi Chu Nhất Một nói xong, sắc mặt Chu Phàm khẽ biến, vòng tay hồng nhạt tiểu liễu đeo đã xảy ra vấn đề. Sao? Có phải chúng ta nói với ngươi quá muộn không? Chu Nhất Một bất an hỏi. Không phải. Chu Phàm cũng biết Chu Nhất Một sợ quấy nhiễu công việc của hắn, hít sâu một hơi, nói cha, ta đi gặp tiểu liễu. Cũng không biết bọn họ có ở nhà không, ta đi cùng ngươi. Chu Nhất Một buông ấm thuốc sắc đen, nói. Thôn vẫn chưa xây xong, Chu Phạm rời khỏi thôn, Chu Phạm biết nhà Tiểu Liễu ở đâu, nhưng nếu bọn Tiểu Liễu không ở nhà, chưa chắc đã có thể tìm được người. Chu Phạm dưới sự dẫn đường của Chu Nhất Một, rất nhanh tìm được Tiểu Liễu, nàng đang đi cùng Chu Xuân Mai mẹ nàng. A Phạm Tiểu Liễu nhìn thấy Chu Phạm trở về, hoang hô một tiếng chạy vội tới. Chu Phạm cười cười ôm lấy Tiểu Liễu, trong mắt mang theo vẻ ôn nhu. Ta còn tưởng rằng ngươi phải rất nhiều ngày nữa mới trở về, Tiểu Liễu ôm chặt cổ Chu Phàm nói. Trong giọng nói toàn là vẻ nhớ nhung. Ta cũng nhớ Tiểu Liễu, cho nên trở lại sớm. Chu Phàm cười nói, hắn cầm lấy tay phải của Tiểu Liễu, nhìn vòng tay. Vòng tay hồng nhạt hơi trong suốt đã xuất hiện từng vết rạn mờ mờ, điều này khiến mắt Chu Phàm lộ ra vẻ ngưng trọng. Vết rạn trên vòng tay chỉ mờ mờ, nếu không nhìn kỹ, căn bản khó có thể phát hiện bọn đại liễu chu nhất một đều không biết cũng là tiểu liễu phát hiện trước nói với bọn họ chu phàm vì thế mà trở nên cảnh giác lúc trước khi vụ đưa hắn vòng tay không nói sẽ xuất hiện loại tình huống này vòng tay chính là để áp chế lực lượng quái quyệt trong cơ thể tiểu liễu nếu vòng tay thật sự xảy ra vấn đề gì lực lượng quái quyệt trong cơ thể tiểu liễu sẽ không áp chế được nữa bọn đại liễu không quá hiểu về tình huống của tiểu liễu cho nên không biết tầm quan trọng của việc này nhưng chu phàm thì lại biết rất rõ chu phàm nhíu mày hiện tại chỉ có đợi đến buổi tối lại đi hỏi yên chi xem nàng có biết là có chuyện gì không trong lòng chu phàm nghĩ tới việc này có điều không nói ra mà là cùng tiểu liễu đến nhà hắn chơi một buổi chiều đến khi ăn xong cơm chiều tiểu liễu mới lưu luyến không rời theo chu xuân mai về nhà chu phàm cười cười nói với hai người chu nhất một ta đi tìm sầu hầu một chút hôm nay sầu hầu không xuất hiện chắc là tối hôm qua trực đêm hiện tại chắc đã ngủ dậy rồi hai người chu nhất một và quế phượng hơi sửng sốt quế phượng nói a à, phàm ngươi không biết gì à sầu hầu đã rời khỏi thôn rồi rời thôn chu phàm hơi ngẩn ra đi đâu chu nhất một nói chúng ta còn tưởng rằng ngươi biết rồi hiện tại xem ra hắn không kịp tới thiên lương thành tìm ngươi sầu hầu đi học võ với một võ giả trước khi đi hắn còn nói nếu đủ thời gian sẽ đi qua thiên lương thành thăm ngươi một chút học võ với ai các ngươi cho biết võ giả đó không sắc mặt chu phàm hơi biến đổi nếu sầu hầu chỉ là võ giả bình thường, hắn cũng không lo lắng, nhưng vấn đề sầu hầu là quyệt nhân, thế gian này luôn có một số người thèm muốn năng lực quyệt nhân mà bí quá hóa liều. Chúng ta không biết, hắn tự xưng là đệ tử của Bạch Hồng Quán, có điều hai vị phù sư hoàng, Mao đã xác nhận thân phận của hắn, sầu hầu cũng đồng ý đi cùng hắn, cho nên trương một tượng mới để hắn đi. Chu Nhất một nghiêm túc trả lời. Bạch Hồng Quán à, Chu Phàm thở phào, hắn đã từng nghe qua về môn phái này, môn phái này ở cao tượng huyện cũng coi như là một môn phái rất có tiếng bạch hồng quán làm việc rất chính khí tự phát diệt trừ không ít quái quyệt cho dân chúng hai vị phù sư hoàng mao đã xác nhận thân phận của hắn vậy chắc không có vấn đề gì lớn dẫu sao võ giả thèm muốn năng lực quyệt nhân không ít nhưng thật sự mạo hiểm cướp lấy năng lực quyệt nhân như trương hạc cũng không nhiều lắm huống hồ thanh cân đồng cũng không tính là năng lực quá hiếm có chu phàm lại đi tìm hai vị phù sư hoàng mau để xác nhận võ giả trung niên mang sầu hầu đi đúng là đệ tử đời thứ hai của Bạch Hồng Quán. Về phần vì sao võ giả trung niên đó lại tới loại địa phương thiên lương lý phần cốc địa này, đệ tử Bạch Hồng Quán trước nay thích đi chung quanh du lịch rèn luyện, đây là chuyện mà mọi người đều biết, cái này không phải chuyện quá kỳ lạ gì. Chu Phàm cảm thấy yên tâm, đồng thời hắn lại thầm thở dài, sầu hầu vừa đi, không biết lúc nào mới có thể gặp lại hắn, có điều rất nhanh hắn liền cảm thấy buồn cười lắc đầu, sầu hầu chỉ tới Bạch Hồng Quán, ba tháng sau chính là lúc hắn phải tham gia thư viện đại khảo đến lúc đó khẳng định sẽ có thời gian gặp lại không cần đa sầu đa cảm như vậy chu phàm về nhà cũng không vội đi tu luyện mà là nói với cha mẹ chuyện mình sắp đi các nơi du lịch rèn luyện sau khi nghe xong cha mẹ đều rất lo lắng có điều dưới sự an ủi của chu phàm bọn họ mới yên tâm trong nhà thì ngươi không cần lo lắng ta và mẹ ngươi sẽ chiếu cố tốt bản thân ngược lại là ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận một chút gặp phải nguy hiểm thì đừng cậy mạnh, bất kỳ lúc nào cũng phải nghĩ tới giữ lấy tính mạng của mình. Chu Nhất Một nghĩ nghĩ một chút nói. Chu Nhất Một biết Chu Phàm đã nói muốn đi du lịch với bọn họ, vậy chính là thật sự hạ quyết tâm rồi, bọn họ cũng không muốn ngăn cản Chu Phàm. Cha, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt bản thân. Chu Phàm lại lấy ra một đạo tiêu tức phù đưa cho Chu Nhất Một. Tiêu tức phù này là Chu Phàm bỏ ra không ít công hung để đổi lấy, cự ly so với tiêu tức phù sơ cấp thì không biết xa hơn bao nhiêu lần chỉ cần hắn ở trong phạm vi lạc thủy hương chu nhất một đều có thể thông qua đạo tiêu tức phù này liên hệ với hắn chu nhất một cẩn thận thu hồi đạo tiêu tức phù này hắn ngẩng đầu nhìn chu phàm nói a phàm khối ngọc bội trong nhà vẫn còn chứ còn ta một mực mang ở trên người chu phàm lấy ra khối thanh ngọc bội hình tròn đó dù sao cũng là ngọc bội gia truyền chu phàm bảo quản rất cẩn thận chu nhất một nhìn ngọc bội do dự một chút nói a phàm ngọc bội này ngươi mang ở trên người thì đừng để người khác nhìn thấy nguyên nhân thì ngươi cũng biết rồi vốn ngọc bội này tồn tại nguy hiểm không nên để ngươi mang theo nhưng dẫu sao đây cũng là thứ duy nhất trong nhà một mực lưu truyền tới nay ngươi lại là huyết mạch duy nhất của chu gia cho nên ta chỉ có thể giao nó cho ngươi cha ta hiểu mà chu phàm lắc đầu ngắt lời khối ngọc bội này được cha coi trọng như vậy chỉ cần cẩn thận một chút không ai có thể biết hắn mang một khối ngọc bội như vậy vả lại hình dạng của khối ngọc bội này rất bình thường không có bất kỳ chỗ nào đặc biệt không có ai biết lai lịch của ngọc bội này đêm nay chu phàm không tu luyện nói chuyện rất lâu với cha mẹ cho tới khi đêm khuya mới chào cha mẹ trở về phòng đi ngủ khi chu phàm mở mắt ra thì nhìn về phía trước thấy yên chi đang ngồi trước bàn vung ăn mỹ nhan trùng hắn mới thở phào tối nay nếu yên chi không có mặt vậy hắn cũng phải nghĩ biện pháp gọi nàng ra chu phàm đi tới nói có thời gian không ta cái gì cũng không có nhiều chỉ có thời gian là nhiều. Đũa ngọt trong tay Yên Chi gấp một con mỹ nhan trùng đa ngọ ngoại, bỏ vào trong miệng, tao nhã nhai nuốt, có việc thì tấu sớm đi, không có việc thì bãi triều, con người ngươi quá xấu, chỉ là đứng ở chỗ này thôi cũng sẽ ảnh hưởng tới khẩu vị của ta. Chu Phàm không tính toán với nàng, mà là nói ra chuyện vòng tay hồng nhạt của tiểu liễu. Trấn quyệt trạc nứt rồi à, sau khi Yên Chi nghe xong, ném đũa ngọt xuống, nhìn về phía Chu Phàm, trên mặt lộ ra thần sắc vô cùng hứng thú thứ đó tên là trấn quyệt trạc à chu phàm hơi nhíu mày đúng vậy xuất hiện một số vết rạn, có phải tên gia hỏa vụ đó đưa một thứ phẩm cho ta không trấn quyệt trạc cũng không phải thứ đáng giá gì hắn sẽ không lấy một thứ phẩm để lừa ngươi đâu yên chi nói với vẻ khinh thường xuất hiện loại tình huống này chứng tỏ lực lượng quyệt nhân trên người tiểu thanh mai trúc mã đó của ngươi rất mạnh trấn quyệt trạc cũng không trấn được nói tới đây yên chi tạm dừng một chút trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ không đúng ta chưa từng gặp lão già vụ đó nhưng đã có thể lên thuyền làm hoa tiêu viên không ai không phải hạ người cảnh giới cao thâm hắn không nên xuất hiện ngộ phán phán đoán sai lầm cấp thấp như vậy trên mặt chu phàm lộ ra vẻ khẩn trương an nguy của tiểu liễu khiến hắn không thể không quan tâm vậy rốt cuộc rốt cuộc vấn đề gì cái này thì sao ta biết được ta lại không ra ngoài được cũng chưa từng gặp nàng yên chi lườm chu phàm ngươi nói cho ta nghe một chút nàng là trở thành bán nhân bán quyệt như thế nào đi chu phàm vội vàng kể lại chi tiết chuyện tiểu liễu vì sao lại có được lực lượng của quyệt nhân tâm của kiển thụ cổ và máu quyệt nhân của ngươi yên chi nhíu mày suy tư một lát sau nói cho dù là năng lực quyệt nhân mới dị biến cũng sẽ không thể có lực lượng lớn đến mức khiến trấn quyệt trạc cũng không thể áp chế cách làm của lão đầu tử đó chắc không có vấn đề đổi lại là ta cũng sẽ lựa chọn làm như vậy vậy rốt cuộc là nguyên nhân gì trên mặt chu phàm lộ ra vẻ lo lắng tình huống có thể là còn nghiêm trọng hơn hắn nghĩ nếu ta có thể tự mình kiểm tra cho nàng, khẳng định có thể điều tra ra, nhưng hiện tại thì yên chi nhún vai, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ, nàng không thể ảnh hưởng được tới thế giới bên ngoài. Có điều ngươi cũng đừng quá lo lắng, cho dù không biết là vì nguyên nhân gì tạo thành, cũng không có nghĩa là không có cách. Sau đó yên chi lại nói, có biện pháp gì, chu phàm tận lực bình tĩnh hỏi, hắn phát giác ra, đây là yên chi định cắt thịt hắn, cho nên hiện tại hắn phải biểu hiện bình tĩnh một chút yên chi liếc chu phàm một cái nàng hừ lạnh một tiếng nói ngươi cho rằng ta là ai ngươi phải biết nếu là trước kia người khác muốn nói chuyện với bản tiên tử cũng phải trả giá rất lớn không báo ra giá của ngươi đi mặt chu phàm lộ vẻ bất đắc dĩ nói có điều chúng ta dẫu sao cũng quen biết nhau bản tiên tử thiên tính thuần lương cũng sẽ không dậu đổ bìm leo thu của ngươi một con sâu xám lớn là được rồi yên chi mỉm cười nói ta chưa bao giờ thấy nữ nhân nào mỹ lệ như yên chi cô nương mấu chốt là không chỉ con người mỹ lệ tâm địa còn thiện lương nữa chu phàm khen một con sâu xám lớn yên chi cô nương cứ cầm lấy đi yên chi búng tay một cái quả cầu lưu ly xuất hiện nàng từ trong quả cầu lưu ly lấy ra một con sâu xám lớn mới cười nói biện pháp rất đơn giản chính là có câu bịt không bằng thông bịt cũng không bịt được vậy chỉ có thể khai phá lực lượng của lực lượng trong cơ thể nàng dạy nàng nắm giữ của lực lượng quyệt nhân đó là được rồi nhưng vụ từng nói tiểu liễu là quyệt nhân đời thứ nhất nếu thường xuyên sử dụng lực lượng quyệt nhân trong cơ thể rất dễ bị lực lượng quyệt nhân ăn mòn từ đó trở thành quái vật tương tự như quái quyệt sắc mặt chu phàm khẽ biến nói lão đầu thối đó nói không sai trên thực tế sự tồn tại của bán nhân bán quyệt nếu thường xuyên sử dụng lực lượng quyệt nhân quả thật sẽ bị quyệt hóa yên chi gật đầu thừa nhận có điều rất nhanh nàng lại lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo nói nhưng lão đầu tử đó không có cách giải quyết vấn đề quyệt hóa của quyệt nhân đời thứ nhất không có nghĩa là bản cô nương cũng không có cách gì sắc mặt chu phàm lộ ra vẻ vui mừng nếu có thể giải quyết vấn đề quyệt hóa của quyệt nhân đời thứ nhất tai họa ngầm trong thân thể tiểu liễu sẽ được giải quyết triệt để so với phương pháp dùng trấn quyệt trạc chỉ trị ngọn không trị gốc của vụ thì tốt hơn rất nhiều nhưng rất nhanh chu phàm lại nghĩ tới biện pháp này sợ rằng không đơn giản dẫu sao vấn đề quyệt nhân đời thứ nhất một mực đều tồn tại vụ cũng chỉ đưa ra được phương pháp trấn quyệt trạc chứng tỏ biện pháp này không được đại chúng biết tới hắn kiên nhẫn lắng nghe kỳ thật biện pháp này chính là bản cô nương dốc lòng nhiều năm nghiên cứu ra là độc nhất vô nhị đừng nói lão đầu thối đó không có biện pháp ta nghĩ thế gian này cũng chỉ mình ta có biện pháp giải quyết vấn đề quyệt hóa của quyệt nhân đời thứ nhất yên chi tiếp tục không nhanh không chậm nói trong lòng chu phàm trầm xuống yên chi càng nói như vậy Vậy đợi lát nữa giá sợ là sẽ càng lên trời, hắn ho khẽ một tiếng nói, vì sao Yên Chi cô nương lại cảm thấy hứng thú với quyệt hóa của quyệt nhân đời thứ nhất như vậy? Còn nghiên cứu nhiều năm làm gì? Chu Phàm nói như vậy là đang nghi ngờ, hắn sớm biết, Yên Chi chính là một người không có lợi thì không dậy sớm, nàng chưa bao giờ làm chuyện gì vô ích đối với bản thân, ví dụ chuyện linh tinh như sáng tạo công pháp võ kỹ cấp thấp gì đó từng bị nàng bác bỏ là tốn công mà vô ích. Theo nàng có thời gian rảnh rỗi đó, còn không thực tế bằng đi cướp thêm mấy công pháp võ kỹ. Ý tứ trong lời nói của Chu Phàm là, ngươi đừng ba hoa để nâng giá. Yên Chi hừ lạnh một tiếng ngươi không tin cũng không có gì kỳ quái, sở dĩ bản cô nương từng hao phí nhiều thời gian như vậy để tìm cách giải quyết các loại vấn đề của quyệt nhân đời thứ nhất, là vì bản cô nương cũng là quyệt nhân đời thứ nhất phàm ngẩn người, Yên Chi cũng là quyệt nhân đời thứ nhất, câu trả lời này có chút nằm ngoài ý liệu của hắn. Bằng không bản cô nương ăn no rửng mỡ đi nghiên cứu thứ này làm gì, yên chi thở dài năm đó khi ta còn là tiểu hài vô ý thành quyệt nhân đời thứ nhất đạt được năng lực quyệt nhân vì sống sót cũng không biết đã phải chịu bao nhiêu đau khổ có điều yên chi hơi nhíu mày ta quên ta là trở thành quyệt nhân đời thứ nhất thế nào rồi nếu là như vậy thì có thể nói thông chu phàm rụt rè hỏi yên chi cô nương ngươi là giải quyết tai họa ngầm thường xuyên sử dụng lực lượng của quyệt nhân đời thứ nhất thế nào yên chi thoát ly khỏi trầm tư trên mặt nàng hiện lên nụ cười ngọt ngào ta sáng tạo một môn công pháp khai phá lực lượng của quyệt nhân đời thứ nhất Ưu điểm của môn công pháp này là ở chỗ nó là từ từ khai phá lực lượng. Quyệt nhân, trong quá trình khai phá dần dần khiến thân thể áp chế lực lượng quyệt nhân trong cơ thể. Khiến nó không đến mức quá mạnh mà không khống chế được, cũng có thể nói đây là một loại phương pháp khiến lực lượng quyệt nhân của thân thể ngủ say, khi cần mới lấy ra. Đương nhiên công pháp này cần nhục thân đủ cường đại, có thể hoàn toàn khống chế lực lượng quyệt nhân, cũng hoàn thành sứ mệnh của nó. Chu Phạm trầm mặt một chút lại nói ngươi muốn bao nhiêu sâu xám, Yên Chi cười ngọc ngào nói phải nói trước với ngươi nhé, cái này không rẻ đâu, lúc trước ta vì sáng tạo môn công pháp này, dùng thân thể của mình không ngừng thực tiễn, cũng không biết đã gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, thậm chí có mấy lần thiếu chút nữa thì chết đó, Chu Phàm không nói tiếp, hắn chỉ kiên nhẫn chờ. Ta muốn tất cả sâu xám của ngươi hiện tại. Yên Chi nghĩ nghĩ một chút cười nói. Sắc mặt Chu Phàm biến thành có chút khó coi, hiện tại trong quả cầu lưu ly có hơn 220 con sâu xám lớn. Cái giá này của Yên Chi đối với hắn mà nói chính là đắt như lên trời. Cái giá này ngươi có thể không đổi. Yên Chi cười ngắt lời, sau đó nhìn thanh mai trúc mã của ngươi chết đi hoặc là có bản lĩnh thì tự mình sáng tạo một môn công pháp như vậy đi. Vừa rồi còn khen ngươi thiện lương, hiện tại xem ra tâm can của ngươi đã sớm cầm cho chó ăn rồi. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói. Yên Chi chỉ dùng tay áo che miệng cười một tiếng, nàng hiện tại đã không để ý tới đánh giá của Chu Phàm. Công pháp này là ngươi sáng tạo ra, nó không có thiếu sót gì chứ?" Chu Phàm lại mở miệng hỏi. "Đương nhiên là không, đã cải tạo nhiều lần như vậy, về sau tu vi ta cao rồi, kiến thức cũng không ngừng tăng trưởng, khi ở trên thuyền rách này nhàm chán ta lại tu sửa mấy vấn đề nhỏ, ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không tồn tại vấn đề gì." Yên Chi ngạo nghễ nói. Tuy nàng rất ít sáng tạo công pháp võ kỹ, nhưng đã sáng tạo thì tự nhiên sẽ bỏ vào tâm tư rất lớn để khiến công pháp biến thành không thể bới móc ta đổi chu phàm không do dự nữa lần này yên chi dở công phu sư tử ngoạm cũng đã nhắm chuẩn chỗ yếu của hắn đã không thể hạ giá vậy hắn chỉ có thể đổi môn công pháp này với yên chi đừng nói là hơn hai trăm hai mươi con sâu xám lớn vì tiểu liễu cho dù năm trăm con sâu xám lớn hắn cũng sẽ không có bất kỳ do dự gì ta lại có chút hối hận nên đòi thêm vào trái tim đó của ngươi mới đúng yên chi cười khẽ một tiếng có điều ta đã đưa ra cái giá này vậy bán rẻ cho ngươi vậy. Sắc mặt Chu Phàm biến thành tối sầm, yên chi này chính là được tiện nghi còn ra vẻ điển hình. Bản khâm định cuối cùng lần thứ 1008 của công pháp mà quyệt nhân đời thứ nhất yên chi khai phá. Sau khi Chu Phàm cầm lấy công pháp, hắn nhìn thấy tên của công pháp thì mặt lộ vẻ nghẹn lời. Năng lực đặt tên của yên chi này cũng quá tùy ý rồi, khiến hắn thực sự bất lực. Sao, kết bỏ tên không dễ nghe à, yên chi nhìn biểu cảm của Chu Phàm một cái liền biết, Nàng nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Quả thật là hơi dài một chút, cũng không tiện nhớ, vậy gọi là đệ nhất thần công yên chi tiên tử tự nghĩ ra là được rồi. Ừm, cái này rất tốt, không bằng trực tiếp gọi là đệ nhất thần công mà không thêm tên của bản tiên tử, như vậy thì quá không có phẩm cách. Khóe miệng chu phàm giật giật, cuối cùng vẫn không nói gì, hắn đã không ôm bất kỳ hy vọng gì đối với thẩm mỹ của yên chi, mà là bản thân lặng lẽ thay cho công pháp một cái tên khác, vạn một xuân vạn mộc xuân là ngụ ý thân thể của tiểu liễu có thể mau chóng giải quyết tai họa ngầm khỏe mạnh an khang yên chi cũng không biết chu phàm đã lặng lẽ sửa tên công pháp mà mình sáng tạo nữ hài đó tên là tiểu liễu phải không yên chi bỗng nhiên lại hỏi ừ chu phàm đang nghiên cứu công pháp vạn mộc xuân hắn muốn dạy cho tiểu liễu chỉ có thể tự mình học tập trước một lần khiến chu phàm cảm thấy có chút tiếc nuối là công pháp này chỉ thích hợp với quyệt nhân đời thứ nhất đối với quyệt nhân như hắn mà nói thì lại không có tác dụng bao lớn. cũng là quyệt nhân đời thứ nhất lại là nữ, không tồi, không tồi. yên chi gật đầu cười nói. cái gì không tồi? chu phàm cảm thấy có chút mặt danh kỳ diệu. người thay ta giao cho cái này cho nàng. yên chi vươn tay ra bắt một dòng sương mù tới, sương mù ngưng tụ thành một hạt châu màu tím to bằng viên đạn. trong hạt châu có từng dòng tử khí phiêu đảng, lộ ra rất thú vị. đây là gì? Chu Phàm tiếp nhận hạt châu, tò mò hỏi, còn nữa, vì sao lại đưa thứ này cho tiểu liễu? Lễ gặp mặt của sư phụ cho đồ đệ, người thay ta đưa nàng, cứ nói là sư phụ Yên Chi tiên tử của nàng tặng. Yên Chi thản nhiên nói, đây là Tử Linh châu của bổn môn, khiến nàng tu luyện công pháp của bổn môn sẽ làm ít công to, ngươi đừng tham ô, nếu để ta biết, sẽ cho ngươi biết tay, có điều Tử Linh châu này chỉ hữu dụng đối với nữ nhân, đối với ngươi cũng không có tác dụng gì. Chu Phàm. Cái quỷ gì vậy? sao tiểu liễu lại thành đồ đệ của ngươi sau khi chu phàm có phản ứng liền hỏi nàng là quyệt nhân đời thứ nhất hiện tại lại tu luyện đệ nhất thần công yên chi tiên tử tự nghĩ ra do bản tiên tử sáng tạo nàng đương nhiên là đồ đệ của ta rồi yên chi cười cười nói công pháp này chính là ta dùng sâu xám để đổi ngươi thu đồ đệ cách truyền công như vậy chính là rất quá đáng sắc mặt chu phàm biến thành màu đen nói chuyện nào ra chuyện đấy yên chi cười trong trẻo nói chung đồ để ta học được công pháp của ta nàng cũng không thiệt về phần ngươi thiệt bao nhiêu sâu xám đó là chuyện của ngươi sự vô sĩ của ngươi đã vượt xa tưởng tượng của ta rồi chu phàm thở dài nói có điều trong lòng hắn vẫn rất cao hứng dẫu sao tiểu liễu đã bái được một sư phụ lợi hại siêu cấp cho dù sư phụ này không thể rời khỏi khôi hà không gian nhưng đối với tiểu liễu mà nói vẫn có lợi ích rất lớn ngươi trước tiên thề với thuyền đi tử linh châu này là không có cạm bẫy gì chu phàm nghĩ nghĩ một chút để phòng ngừa vạn nhất lại nói quỷ tâm tư của yên chi quá nhiều đây cũng không phải vật phẩm giao dịch được chu phàm vẫn lo lắng dẫu sao thất thải tình thạch chính là vết xe đổ yên chi rất sảng khoái giơ tay lên thề xem ra ngươi thật sự muốn nhận tiểu liễu làm đồ đệ có điều cho một quyển công pháp mà ta trả tiền còn có một viên châu rách ngươi cũng không thấy xấu hổ à chu phàm cười khẩy nói Ngươi chắc không phải là muốn mượn danh nghĩa của đồ đệ ta để lừa gạt công pháp võ kỹ của ta chứ? Trong mắt Yên Chi trong mắt vẻ cảnh giác, ta nói với ngươi nhé, ta nhận nàng làm đồ đệ, hiện tại tối đa chỉ là đệ tử trên danh nghĩa, nàng có hợp cách hay không, ta vẫn phải quan sát thêm mới được. Chu Phàm quả thật ôm một bộ phận tâm tư lừa lấy một số công pháp võ kỹ, dẫu sao hiện tại xem ra, tất cả thứ trên thuyền phải qua hắn hắn mới có thể mang ra ngoài có thể nói trước khi dạy cho tiểu liễu thì phải qua tay hắn trước. Yên chi hiển nhiên cũng hiểu điểm này, nàng hừ lạnh một tiếng ngươi đừng hòng, không có loại chuyện tốt này đâu. Chu Phàm cười cười vậy tùy ngươi, có điều sư phụ của ngươi cũng rất đáng thương. Sao sư phụ của ta lại đáng thương, Yên Chi hơi sửng sốt, nàng không biết vì sao lại kéo tới trên người sư phụ mình, những muốn nói sư phụ nàng là ai. Nàng cũng không nhớ rõ. Ngươi nghĩ mà xem, Ngươi thu đồ để khẳng định là muốn truyền thừa một thân sở học của mình, nhưng hiện tại ngươi bị nhốt ở nơi này, không biết lúc nào mới có thể thoát thân, vạn nhất không ra được, ngươi lại tan thành mây khói, truyền thừa sư môn của ngươi không phải là không còn nữa à, Chu Phàm nói năng bình tĩnh. Sắc mặt Yên Chi trở nên âm tình bất định, kỳ thật nàng thu đồ để quả thật có tâm tư về phương diện này, vạn nhất không ra được, ít nhất có thể truyền thừa một thân sở học của mình lại, tuy nàng không nhớ rõ sư môn của mình, nhưng nàng lờ mờ cảm thấy mình khẳng định có truyền thừa sư môn. Vạn nhất sư môn chỉ còn lại một mình nàng, mà nàng lại đánh mất truyền thừa sư môn, Yên Chi nghĩ nghĩ một chút, rất nhanh liền khôi phục sắc mặt bình thường, nàng cười lạnh nói bản cô nương khẳng định sẽ ra khỏi nơi này, về phần tiểu liễu là đồ đệ của ta, chỉ cần nàng có đủ thiên phú, ta sẽ nghĩ đến biện pháp không cần qua tay ngươi vẫn dạy được nàng. Yên Chi nói xong thật sự đi sang bên đau đầu suy nghĩ. Chu Phàm không để ý đến nữ nhân này nữa, nữ nhân này không phải keo kiệt bình thường, muốn từ trong tay nàng miễn phí có được một số thứ đó chính là chuyện không dễ dàng, hắn chỉ thuận miệng nói một chút mà thôi, trong lòng cũng không ôm nhiều kỳ vọng. Cho đến khi Chu Phàm rời khỏi, Yên Chi vẫn vẻ mặt buồn rầu ngửa đầu nhìn huyết cầu to lớn trong không trung rốt cuộc có biện pháp nào có thể dạy tiểu đồ đệ đó của ta mà lại không để Chu Phàm lén chiếm tiện nghi của ta không, đây là một chuyện đáng để suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm đi tới nhà tiểu liễu, nói với phu phụ đại liễu, hắn muốn dẫn tiểu liễu đi học vài thứ, có thể giải trừ tai họa ngầm trong thân thể của tiểu liễu phu phụ đại liễu nghe thấy chu phàm nói như vậy cho dù là chu xuân mai cũng không dám cự tuyệt để mặc chu phàm mang tiểu liễu đi dẫu sao bọn họ cũng lờ mờ biết thân thể của tiểu liễu có thể có chút vấn đề nếu không chu phàm cũng sẽ không để tiểu liễu một mực đeo vòng tay đó chu phàm không dám nói chi tiết với phu phụ đại liễu về việc này bí mật thân thể của tiểu liễu tạm thời vẫn phải giữ bí mật Việc quyệt nhân đời thứ nhất mà truyền ra hắn cũng không thể khẳng định liệu có dẫn tới phiền phức gì hay không chuyện liên quan tới tiểu liễu càng ít người biết càng tốt chu phàm mang theo tiểu liễu tới nhà mình khi nhà hắn mới xây hắn đề xuất một yêu cầu với cha mẹ đó chính là xây một hậu viện cho hắn dùng để luyện võ ba thôn mỗi thôn đó chiếm vị trí đủ rộng lớn điều này khiến nhà ở tam khư thôn xây dựng đều thưa thớt lộ ra rất trống trải chỗ hậu viện này không ai đi qua không sợ có người nhìn lén vả lại thứ này có nhìn lén cũng vô dụng chu phàm nhìn tiểu liễu hắn bỗng nhiên nhớ tới một chuyện Tiểu Liễu đã trưởng thành nhưng lại là một đứa ngốc, công pháp này vạn nhất tiểu Liễu không học được thì sao? A à phàm, ngươi muốn dạy ta học gì? Tiểu Liễu nhìn Chu Phàm đang suy nghĩ vấn đề, hỏi. "Tiểu Liễu, ta dạy ngươi học võ công." Chu Phàm thu liễm tâm tư, quyết định trước tiên cứ dạy đã rồi tính, bất kể tiểu Liễu ngốc tới mức nào, hắn cũng phải khiến tiểu Liễu học được môn công pháp này, dẫu sao việc này liên quan tới tính mạng của tiểu Liễu. "Nhưng vì sao ta phải học võ công?" tiểu liễu có chút không tình nguyện vặn vẹo người nàng chỉ muốn cùng chơi với chu phàm bởi vì tiểu liễu học võ công rồi đến lúc đó có quái quyệt tới tiểu liễu có thể bảo hộ cha mẹ và nhất một thúc thúc cùng quế phượng thẩm thẩm hơn nữa không phải tiểu liễu muốn theo ta ra bên ngoài chơi ư chờ ngươi học võ công giỏi rồi ta sẽ dẫn ngươi đi chu phàm kiên nhẫn dẫn đường tiểu hài tử chính là như vậy phải chậm rãi dỗ dành ánh mắt tiểu liễu rất nhanh liền sáng lên a phàm ngươi mau dạy ta đi. Vạn Mộc Xuân đã tồn tại trong đầu Chu Phàm, hắn lại không có cách nào để trực tiếp truyền cho Tiểu Liễu, chỉ có thể đọc từng câu cho Tiểu Liễu nghe, để Tiểu Liễu ngâm nga theo hắn. Lúc ban đầu Chu Phàm rất lo lắng, dẫu sao Tiểu Liễu hiện tại chỉ là một tiểu hài tử mấy tuổi, hắn không chắc Tiểu Liễu có thể thực sự nhớ được không. Nhưng rất nhanh hắn triệt để ngây đơ, Tiểu Liễu không ngờ chỉ mất nửa canh giờ đã thuộc lầu khẩu quyết Vạn Mộc Xuân, một chữ cũng không sót đây còn là chu phàm đã xác nhận đi xác nhận lại khẩu quyết này không ngắn nếu chu phàm chậm rãi nhớ phải hai ba canh giờ cũng chưa chắc đã nhớ hết được hắn vốn dự tính là phải mất sáu bảy ngày tiểu liễu mới có thể làm được a à phàm ta không hiểu những thứ này là có ý gì tiểu liễu rụt rè nói chu phàm giật mình hồi thần hắn cười nói không hiểu cũng không sao ta sẽ chậm rãi giải thích cho tiểu liễu nhưng tiểu liễu phải đáp ứng ta vạn một xuân này là không thể nói với bất kỳ ai chỉ có thể tự mình biết thôi nhớ chưa công pháp khai phá cho quyệt nhân đời thứ nhất loại công pháp này quý giá tới mức nào thì chu phàm vẫn biết nếu truyền ra sợ rằng sẽ mang đến tai nạn cho tam khưu thôn phải nói là công pháp võ kỹ có được trong khôi hà không gian đều không thể tùy ý truyền ra nếu không sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn tiểu liễu gật đầu đáp ứng chu phàm vừa giải thích khẩu quyết của công pháp vạ một xuân cho tiểu liễu vừa thầm nghĩ trong lòng tiểu liễu hiện tại biến thành có trí tuệ như vậy có khả năng là lúc trước nàng thông minh chỉ là mình bị một số hành động hồn nhiên của nàng che mắt đương nhiên cũng có khả năng là vì lần hoàn thành sinh mệnh nhảy vọt đó của nàng dẫn tới có điều bất kể như thế nào thiên phú như vậy cũng không thể lãng phí hắn quyết định sau này sẽ thương lượng với thôn chính la liệt điền một chút tới lúc mời một tiên sinh dạy học cho tam khư thôn rồi cùng lắm thì khoản tiền này sẽ do hắn chi trả chỉ một ngày trôi qua tiểu liễu dưới sự giảng giải của chu phàm đã lĩnh ngộ được ý tứ trong khẩu quyết vạn một xuân đồng thời dưới sự dẫn dắt của chu phàm bước đầu hoàn thành vận chuyển một vòng công pháp. Bởi vì nguyên do trấn quyệt trạc, tiểu liễu vận chuyển công pháp không mang tới tác dụng điều động lực lượng quyệt nhân gì cả. Chu Phàm là muốn chờ nàng làm quen một chút, sau khi vận chuyển tự nhiên rồi, mới giải trừ trấn quyệt trạc cho nàng, sau đó mới là khai phá lực lượng quyệt nhân trong cơ thể nàng. Nhưng thiên phú của tiểu liễu vượt xa tưởng tượng của Chu Phàm, như vậy, Chu Phàm phỏng đoán tu luyện thêm một ngày, là có thể cho tiểu liễu cởi bỏ trấn quyệt trạc chu phạm dắt tay tiểu liễu dẫn nàng về nhà nàng một ngày không quay về bọn đại liễu thúc nói không chừng sẽ lo lắng cứ mang nàng về sớm thì tốt hơn tiểu liễu cảm thấy học võ rất thú vị nàng trên đường đi cứ thì thà thì thầm chu phạm cười cười hồ ngôn loạn ngữ với nàng cái gì cũng tán gẫu vài câu trong lòng lại đang cảm khái với thiên phú của tiểu liễu sợ rằng chính là kỳ tài luyện võ trong vạn không có được một cho dù là so với mình tối đa cũng chỉ kém hơn một chút nếu đặt trong thoại bản dân gian của thế giới này đầu tiên là gặp kỳ ngộ trở thành quyệt nhân đời thứ nhất sau đó lại may mắn có được công pháp giải quyết tai họa ngầm của quyệt nhân đời thứ nhất và khai phá năng lực quyệt nhân lại bái vào một sư phụ cường đại từ nay về sau sẽ trở thành nữ hiệp tiêu diệt đại quái quyệt đây là khuôn mẫu nhân vật chính điển hình trong thoại bản a à phàm lúc nào thì ta có thể cùng ngươi ra bên ngoài chơi tiểu liễu chấp chấp mắt hỏi nàng ở trong thôn cùng cha mẹ tuy không quá nhàm chán nhưng nàng cũng muốn cùng a à phàm ra bên ngoài chơi về phần đi cùng a phàm rồi lại phải thế nào mới có thể ở cùng cha mẹ vấn đề phức tạp như vậy tiểu liễu tạm thời không nghĩ tới ra bên ngoài chơi sắc mặt chu phàm lập tức trở nên nghiêm túc vừa rồi hắn đã nói với tiểu liễu như vậy nhưng lúc trước hắn là không ngờ tiểu liễu lại tiến bộ nhanh đến thế vạn nhất có ngày tiểu liễu một mình lén lút chạy đến hoang dã chu phàm vội vàng dặn dò tiểu liễu bây giờ vẫn chưa được ngươi vừa mới học được mấy ngày ra ngoài quá nguy hiểm không có sự cho phép của ta và cha mẹ ngươi không được phép lén lút chạy ra bên ngoài biết chưa biết rồi a à, phàm ngươi đừng nóng tiểu liễu thấy sắc mặt chu phàm nghiêm túc như vậy nàng méo máo kéo góc áo chu phàm cha mẹ cũng từng nói với ta bên ngoài rất nguy hiểm không cho phép ta ra ngoài sắc mặt chu phàm hơi dịu đi hắn lại lấy ra tử linh châu giao cho tiểu liễu đồng thời nói với nàng là sư phụ yên chi tiên tử của nàng tặng chỉ cần không tiết lộ chuyện khôi hà không gian vậy cũng không có gì nguy hiểm tiểu liễu cầm tử linh châu nàng vẫn chưa hiểu hết khái niệm sư phụ này có điều vẫn nhớ kỹ cái tên yên chi này sau khi hắn đưa tiểu liễu về nhà cáo biệt phu phụ đại liễu sau đó xoay người về nhà cầm lễ vật đã chuẩn bị đưa đến nhà sầu hầu phu phụ trương một tự nhiệt tình chiêu đãi chu phàm đồng thời còn oán giận sầu hầu đi quá mau không ngờ không tới thiên lương thành tìm chu phàm chu phàm ngồi ở nhà sầu hầu một lúc thì rời khỏi trên đường trở về hắn đang nghĩ sầu hầu rời đi Lực lượng của đội tuần tra Tam Khư thôn lại bị suy yếu, hiện tại võ giả trong thôn chỉ còn lại Lỗ Khôi, La Liệt Điền cùng với hai vị phù sư hoàng, Mao. Nhưng may mà, Lỗ Khôi, La Liệt Điền đều có được một số đan dược của Chu Phàm, thực lực cũng có tăng trưởng, hơn nữa ba thôn tụ cùng một chỗ, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, áp lực ở loại địa phương như phần cốc địa này cũng không tính là quá lớn. Lần này trở về, Chu Phàm lại mang về một số đan dược, phù lục, những thứ này đối với hắn thì vô dụng hắn nghĩ hay là đưa cho lỗ khôi, la liệt điền, còn lại thì để thôn lý giữ lại, chờ xuất hiện võ giả mới, thì cân nhắc giao cho võ giả đó. Đây không chỉ là chu phàm khẳng khái, thực lực phòng hộ của tam khư thôn càng mạnh, cha mẹ và tiểu liễu càng an toàn, vả lại bọn lỗ khôi cũng xem như người tin tưởng được. Có điều chỉ như vậy thì vẫn không đủ, kỳ thật chu phàm trước khi đến về, đã nhờ một số lực sĩ phù sư có giao hảo trong thiên lương lý nghi loan ti phủ, nếu bên phần cốc địa xảy ra chuyện gì, hy vọng bọn họ có thể giúp đỡ một chút. Hiện tại Chu Phàm là lạc thủy hương tuần sát sứ, lúc trước lại có quan hệ không tồi với các lực sĩ phù sư của thiên lương Lý Nghi Loan Ti, bọn họ đương nhiên nguyện ý hỗ trợ lo liệu cho phần cốc địa tam khư thôn một chút. Chu Phàm vừa nghĩ việc này, rất nhanh liền về đến nhà, cha mẹ đã làm xong đồ ăn, chờ hắn trở về. Một nhà ba người lại hòa thuận vui vẻ ăn bữa cơm, sau khi ăn xong Chu Phàm lại tới tiểu viện sau nhà, hôm nay bận dậy tiểu liễu, hắn không có thời gian tu luyện, hiện tại hắn phải bắt đầu tu luyện. Mục tiêu là bước vào tẩy tủy trung đoạn, xương cốt thân thể có 51 khối, trong đó xương sống 24, xương sườn 24, xương chậu, xương mông, xương ngực mỗi chỗ một khối. So với xương cốt tứ chi của tẩy tủy trung đoạn thì ít hơn một nửa. Nhưng độ khó lại đề thăng vô số lần, không phải xương thân thể đặc thù hơn xương cốt tứ chi, kỳ thật hình thái của xương cốt khác nhau, nhưng xương cốt chung quy vẫn là xương cốt, trên bản chất không có khác biệt quá lớn. Khó là vị trí của xương cốt thân thể. Xương cốt thân thể bảo vệ ngũ tạng lục phủ của nhục thân, cũng chính là vì vậy, khi tẩy tủy hơi vô ý chút sẽ rất dễ tổn thương đến tạng phủ. Sắc mặt Chu Phàm im lại, lặng lẽ vận chuyển tẩy tủy công, nguyên khí lưu lại trong cơ thể chảy về phía sáu xương ở bả vai phải, triệt để bao bọc sáu khúc xương này lại. Bình sứ trắng đỏ trước người sớm đã mở ra, thanh âm quỷ dị kỳ ảo nức nở vang lên trong đêm tối này trở nên đặc biệt khiếp người ngón trỏ tay phải của chu phàm vương tới miệng mình không âm quỷ lôi bị nguyên khí tâm pháp của tẩy tủy công vận chuyển dẫn dắt thuận theo xương bàn tay xương cánh tay xương bả vai tiến vào sáu xương sườn không âm quỷ lôi vang lên trong xương sườn trong loáng thoáng có quỷ âm muốn vượt qua xương sườn xâm nhập vào trong tạng phủ chu phàm lập tức điều động nguyên khí trong cơ thể bao bọc lấy sáu xương sườn này trán lưng hắn đều có một lượng lớn mồ hôi chảy ra âm thầm gắn chịu nỗi đau của quỷ âm tẩy tủy thời gian chậm rãi trôi qua quỷ âm âm trầm mới dần dần không còn tiếng động nguyên khí thuận lợi chuyển hóa thành chân khí bơi vào vào trong sáu chiếc xương sườn chu phàm cũng vì vậy mà thở phào có kinh nghiệm tẩy tủy lần này về sau tẩy tủy xương cốt thân thể cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều tẩy tủy sáu xương sườn cũng khiến hắn bước vào tẩy tủy trung đoạn chu phàm tu luyện xong trực tiếp vào nhà rửa mặt nằm xuống ngủ hắn nghĩ tối nay còn phải ở khôi hà không gian tu luyện đao pháp tẩy tủy đoạn cùng với thực nhật linh quyền. Chỉ là hắn vừa mở mắt, liền nhìn thấy Yên Chi đứng ở trước người hắn. Tối nay Yên Chi rất khác, nàng mặc váy dài đỏ thẫm, vạt váy khảm hoa văn vàng tinh xảo, trên ngực thì là tơ hoa màu đen, hông thắt dây đen, mái tóc đen lấy dùng một chiếc trâm ngọc vấn lại, bên tai đeo một đôi khuyên tai mã não đỏ. Gương mặt tinh xảo đó lại thêm trang điểm đậm, khiến cho nàng vốn đã đẹp đến cực hạn lại càng tăng thêm một phần diễm lệ tim chu phàm có chút nghẹt thở mị lực của nữ nhân này đúng là quá kinh người hắn cười nói ngươi hôm nay trang điểm ăn diện là muốn đi dự tiệc à yên chi cười duyên nói là dự tiệc có điều lại là dự tự yến tự yến chu phàm ngay ra một thoáng chẳng lẽ ngươi muốn nhảy thuyền tự sát à chu phàm sớm đã từ chỗ vụ biết được có một số người ở trên thuyền cảm thấy không có hy vọng sẽ lựa chọn nhảy thuyền tự sát nhảy thuyền trên mặt yên chi lộ ra vẻ khinh thường ta không đi làm loại việc ngốc này dâu ngươi là có ý gì? Chu Phàm có chút khó hiểu hỏi, nữ nhân này lại dở trò gì vậy? Đợi lát nữa ngươi sẽ biết, ngươi đã đến rồi, nó rất nhanh cũng xuất hiện. Yên Chi cười lạnh, nàng nhìn phía trước đầu thuyền. Phía trước đầu thuyền có sương mù phun trào, hình thành từng vòng xoáy. Nước sông nổi lên từng tầng gợn sóng, gợn sóng lại hóa thành cuộn sóng, phát ra tiếng rì rào. Là hồ ngư sắp tới à, sắc mặt Chu Phàm khẽ biến, hắn nhớ tới những hồ ngư ở đáy sông không phải là vụ yểm trên mặt yên chi lộ ra vẻ cảnh giác vòng xoáy sương mù hội tụ thành một đoàn trong không trung sương mù đó biến ảo thành hình người chỉ là khuôn mặt của nó không phải cố định không ngừng biến hóa từng khuôn mặt quái vật kỳ quái dữ tợn không ngừng chấp động luân phiên xuất hiện chu phàm nhìn khuôn mặt biến đổi nhãn cầu của hắn không ngừng nở to cho đến khi hai hàng huyết lệ chảy xuống đau đớn khiến cho chu phàm vội vàng cúi đầu mặt hắn lộ vẻ kinh sợ mặt của quái vật này ngay cả nhìn cũng không thể nhìn, hắn có một loại dự cảm, nếu hắn còn nhìn tiếp, nhãn cầu sẽ triệt để nổ tung. Ta đi đây, nếu ta chết, đừng quên tên của ta, ngươi có thể là người cuối cùng trên thế gian này từng thấy ta. Thanh âm của Yên Chi có chút trầm thấp, sương mù dưới chân nàng cuốn động, nâng nàng lên. Sắp chết à, Chu Phàm Chu Phàm lại sửng sốt, chẳng lẽ vụ yểm này khó đối phó như vậy sao? Nghe lời nói của Yên Chi, nàng dường như không tự tin có thể thắng được vụ yểm này. Chu Phàm cũng chẳng buồn để ý tới thống khổ mắt như sắp nổ tung nữa, hắn ngẩng đầu nhìn Yên Chi chân đạp sương mù bay về phía vụ yểm. Hắn không dám nhìn thẳng vào vụ yểm, chỉ nhìn thân thể từ phần đầu trở xuống của vụ yểm, chỉ thấy vụ yểm xòe tay, chính là vô số sương mù tụ lại ở lòng bàn tay nó, hóa thành một thanh tam xoa kích, tam xoa kích vung lên, không gian nổi lên từng nếp nhăn, vỡ ra từng ngấn văn. Lực lượng mạnh quá, Chu Phàm kinh hãi không thôi, loại lực lượng này đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Vết nứt không gian sụp đổ về phía Yên Chi, Yên Chi nghi mặt vung tay, sông xám nổi lên sóng thần, thuyền cũng trở nên sóc nảy, Chu Phàm vội vàng tóm lấy một góc của thuyền, để tránh bị quăng ra. Nước sông màu xám ngưng tụ thành bọt nước trong suốt, rung rung trước người Yên Chi. Vụ yểm phát ra tiếng kêu bén nhọn, hắn cầm tam xoa kích lao thẳng tới, thân thể hắn đâm sập từng tầng không gian xung quanh, thanh tam xoa kích này lại đâm tới, mũi kích lóe lên hắc quang, khiến cho phía trước giống như xuất hiện một hố đen tất cả đều bị chôn vui trong đó yên chi nhẹ nhàng gãy một cái bọc nước bay ra xuyên qua những không gian màu đen đó điểm lên đầu vụ yểm ầm đầu vụ yểm triệt để nổ tung thành một đoàn sương mù thân thể của nó cũng bắt đầu vỡ ra thành một lượng lớn sương mù bọc nước nổ tung tản thành mưa to chu phàm nhìn màn mưa đã liền thành một đường trắng yên chi cười dài bay về hạ xuống giáp bảng thế là xong rồi à chu phàm ặc một tiếng hỏi xong rồi một ma yểm mà thôi ngươi không thể bắt ta phải đánh với nó mấy trăm hiệp được chứ yên chi cười trả lời trên mặt chu phàm lộ ra vẻ nghẹn lời vừa rồi ngươi nói sinh ly tử biệt là vì gì ta còn tưởng rằng trận này là sinh tử chiến ai ngờ chỉ là một giọt bọc nước đã giết chết vụ yểm rồi yên chi cười nói ta làm vậy không phải là để xây dựng cảm giác khẩn trương à ta diễn cũng được đấy chứ có phải ngươi rất hoảng sợ không chân mày chu phàm giật giật nữ nhân này hắn chỉ là không đánh lại nàng mà thôi đúng là quá gợi đòn nếu ngươi không đánh lại nó có phải ta cũng sẽ xong đời theo không chu phàm cười khổ vừa rồi hắn một mực suy nghĩ vấn đề này cái này thì sao ta biết được yên chi lắc đầu ta chưa từng thua những thứ này một chức trách của người dẫn dắt chúng ta chính là tiêu diệt những thứ này có điều ta nghĩ có lẽ thật sự có người không đối phó được chúng người dẫn dắt sẽ chết những người lên thuyền các ngươi có lẽ cũng sẽ chết có điều chiếc thuyền này tuyệt đối sẽ không chìm ta cũng nghĩ vậy chu phàm lắc đầu hắn nhìn về phía yên chi nói ngươi hiện tại vẫn ổn chứ hắn nhớ tới cảnh tượng lần cuối cùng nhìn thấy vụ ta rất ổn trên mặt yên chi lộ ra nụ cười tuyệt mỹ chỉ là trên mặt nàng không giấu đi được vẻ mỏi mệt ta chỉ là hơi mệt một chút mà thôi sương mù ở trên thuyền phiêu đản giữa hai người chu phàm hiểu ý của yên chi yên chi đây là cũng giống như vụ sắp lâm vào trong ngủ say chân chính những quái vật đó là không chịu nổi một kích, nhưng nếu bức yên chi hoặc là vụ phải sử dụng thực lực chân chính bọn họ khó tránh khỏi sẽ rơi vào ngủ say vì vậy hai người trầm mặc một lúc yên chi mở miệng trước cười nói sao không nở bỏ ta à có chút không nở không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy chu phàm cười nói đúng vậy hơi nhanh ta cũng không ngờ những thứ đó lại tới nhanh hơn trước kia ta mới tỉnh được một đoạn thời gian mà thôi sắc mặt yên chi bình tĩnh nói chúng là vì ta mà đến à chu phàm có chút tò mò hỏi vừa rồi yên chi nói hắn tới rồi những thứ đó rất nhanh sẽ đến vụ lần đó cũng vậy hắn xuất hiện những hồ ngư đó bắt đầu công kích thuyền gỗ nói đúng ra thì chúng là vì những người lên thuyền các ngươi mà đến yên chi trả lời về phần vì sao lại như vậy thì ta cũng không biết có điều ta đoán là vì những người lên thuyền các ngươi ra vào hai thế giới mà dẫn tới. Thì ra là như vậy. Chu Phàm cười khổ nói, nói như vậy, vẫn là ta liên lụy các ngươi. Liên lụy thì cũng không đến mức, chỉ là thời gian một giấc ngủ mà thôi, vả lại đây vốn chính là chức trách của chúng ta, nếu chúng ta không đi giết chết những thứ đó, vậy sẽ bị thuyền đuổi khỏi thuyền. Yên Chi lắc đầu nói. Hai người lại nhất thời trầm mặt không nói gì, quan hệ của bọn họ vốn rất kỳ quái, nói quan hệ tốt thì hoàn toàn là không phải, nói quan hệ kém cũng không tính là kém. Yên Chi liếc Chu Phàm một cái, sắc mặt bình tĩnh nói lần này ta ngủ say, lần sau rất có thể khi tỉnh lại cũng không có cơ hội gặp mặt, người phải bảo trọng. Yên Chi không cho rằng Chu Phàm thật sự có thể đưa thuyền tới Chung Điểm, cho dù Chu Phàm ở trong mắt nàng thì có chút đặc thù, nhưng chút đặc thù này cũng không đủ để chống đỡ cho Chu Phàm đi đến Chung Điểm. Cái này giống như một chuyến đi vĩnh viễn không có Chung Điểm dài lâu đến khiến nàng cảm thấy mệt mỏi ngươi cũng bảo trọng chu phàm cười nói đúng rồi thiếu chút nữa thì quên yên chi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng nàng xòe tay sương mù ở trong bàn tay nàng ngưng tụ thành một đoàn hóa thành một hộp vuông hộp to bằng nắm đấm toàn thân màu vàng lơ lửng trong bàn tay yên chi đây là lễ vật sắp chia tay tặng ta à chu phàm xoa xoa tay cười nói thế này thì ngại lắm ta lại không chuẩn bị lễ vật gì tặng cho ngươi cả. Nói ngại, nhưng chu Phàm đã vươn tay ra cầm lấy hộp màu vàng. Không nhìn ra bên trong hộp là gì, nhưng chu Phàm có thể cảm thấy đây tuyệt đối là thứ tốt. Yên Chi cũng không ngăn cản, nàng để mặt chu Phàm lấy đi hộp màu vàng. chu Phàm vốn đang cho rằng Yên Chi sẽ không để hắn lấy đi, kết quả chờ cầm vào trong tay rồi, hắn lại ngây ra một thoáng, rụt rè hỏi thật sự tặng ta à, cầm hộp màu vàng ở trong tay, rất nhẹ, có cảm giác lạnh lẽo của kim loại truyền đến ngươi thích thì cầm đi yên chi mỉm cười nói trong lòng chu phàm giật thót vậy ngươi có thế nào cũng phải nói cho ta biết đây là gì chứ từ lần trước bị thất thải tình thạch chơi cho một vố chu phàm cũng sợ những thứ đổi được không phải từ giao dịch này bên trong hộp vàng này có bảy thành truyền thừa sở học của ta sắc mặt yên chi nghiêm túc nói chu phàm thiếu chút nữa thì ném hộp vào này xuống bảy thành truyền thừa của đám cường giả như yên chi hắn cảm thấy rất vớ vẩn ngươi lại đang lừa ta ta lừa ngươi làm gì yên chi cười nhạo nói ngươi chắc sẽ không cho rằng đây đúng là tặng cho ngươi chứ đây là cho tiểu liễu chu phàm lập tức có phản ứng đương nhiên là cho đồ đệ của ta rồi đây chính là phương pháp truyền thừa ta mất một ngày một đêm mới nghĩ ra yên chi cười nói khó lắm mới thu được một đồ đệ ta cũng không thể bạc đãi đồ đệ của ta được vốn ta vẫn muốn chờ thêm một đoạn thời gian nữa mới đưa cho nàng nhưng hiện tại ta lại sắp ngủ say vậy cũng không thể đợi được nữa chỉ có thể đưa nàng trước chu phàm đố kỵ tới mắt đỏ lên hắn trải qua sinh tử dùng một lượng lớn sâu xám mới đổi được một chút thứ tốt từ trong tay yên chi kết quả tiểu liễu không tốn chút công sức nào lại có thể có được truyền thừa của yên chi chênh lệch giữa người và người lớn như vậy sao trong lòng chu phàm đang chảy nước mắt ròng ròng nhưng vẫn không chút do dự nói phiền yên chi cô nương thề với thuyền chỉ cần thứ này không có vấn đề ta sẽ bảo đảm giao tới tay tiểu liễu tuyệt không cô phụ chờ mong của yên chi cô nương chu phàm lại nói về thiên phú của tiểu liễu mà hắn phát hiện ra nói như vậy đồ đệ ta mới thu nhận này còn là một thiên tài mặt yên chi lộ vẻ hài lòng nàng thề với thuyền bảo đảm đây quả thật là truyền thừa nàng lưu lại lúc này chu phàm mới yên tâm nhận lấy hộp vàng đồng thời trong lòng hắn kích động tới khó có thể diễn tả đây chính là truyền thừa của Yên Chi, cho dù chỉ có bảy thành, nhưng hắn dám đảm bảo, nếu truyền ra, tu sĩ võ giả bên ngoài sợ rằng sẽ vì bảo vật này mà đánh nhau tới máu nhuộm cả nửa thế giới. Ngươi cũng đừng quá cao hứng, hộp vàng này chỉ có đồ đệ của ta mới có thể mở, ngươi không tin thì cứ thử xem." Yên Chi ngạo nghễ nói, nàng vì hộp vàng truyền thừa này cũng không biết đã bỏ ra bao nhiêu tâm tư, bên ngoài tuyệt đối không có ai có thể phá giải được hộp vàng này, từ đó có được truyền thừa của nàng ta tin đương nhiên tin chu phàm cười vậy không thấy mắt đâu ta đây là cao hứng vì tiểu liễu yên chi chỉ cười cười phải bận tâm nàng lại nói ta dùng đại thủ đoạn giết vụ yểm thời gian ngươi ở đây cũng sẽ bị áp suất có lẽ ngươi sắp phải rời khỏi nơi này sắc mặt chu phàm khẽ biến vội vàng nói ngươi không thể chỉ lưu lại truyền thừa mà không nói biện pháp mở truyền thừa hộp vàng này dùng thế nào ngươi vẫn chưa nói mà ngươi gấp cái gì ngươi cứ đưa cho đồ để ta hộp vàng có thể cảm ứng được sự tồn tại của nàng, mỗi lần đều sẽ căn cứ vào cảnh giới của nàng mà truyền cho nàng công pháp võ kỹ thích hợp. Yên Chi vẫy vẫy tay nói. Đơn giản như vậy thôi à, Chu Phàm thở vào. Hai người lại nhất thời không nói chuyện, Chu Phàm cúi đầu nhìn hộp vàng đó, chờ thời gian trôi qua. Một lát sau, Yên Chi chớp chớp mắt không nhịn được hỏi ngươi không có gì muốn nói với ta sao, có chứ, nhưng bí mật quá bí ẩn ngươi lại không chịu nói cho ta biết, vả lại sâu xám của ta đều bị ngươi cướp lấy toàn bộ rồi một con cũng không còn muốn hỏi cũng không hỏi được chu phàm ngẩng đầu cười khổ nói ở đây ly biệt là sẽ vĩnh viễn không có khả năng gặp lại ngươi còn không nói với ta vậy sẽ không có cơ hội nữa đâu yên chi nhếch nhếch môi nói nói gì chu phàm hơi sửng sốt không hiểu lời này có ý gì còn có thể nói gì nữa tên ngốc này chút dũng khí đó cũng không có sao yên chi thở dài nói nói ngươi thích ta đi mặc chu phàm lộ vẻ quá dị ta biết ngươi ái kỷ nhưng không ngờ ngươi lại ái kỷ đến mức như vậy ngươi không thích ta điều đó là không có khả năng ngươi xem dáng người mặt mũi của ta mỗi lần người lên thuyền là nam biết ta sắp đi có ai mà không phải khóc tới chết đi sống lại yên chi ưỡn ngực dùng cặp mắt ta đã nhìn thấu tất cả nói ta đương nhiên là thích ngươi sắc mặt chu phàm có chút cứng đờ cười gượng nói nếu ngươi để lại truyền thừa trong hộp vàng này cho ta ta khẳng định sẽ ôm chân ngươi mà gào khóc nức nở nói không nở rời xa ngươi yên chi nghe thấy lời này của chu phàm lại bật cười nhất tiếu bách mị sinh con người ngươi đúng là khiến ta thất vọng kỳ thật ngươi đẹp như vậy quả thật rất ít có nam nhân nào lại không thích chu phàm nghiêm mặt nói nhưng vì sao ngươi không thích chẳng lẽ ngươi không phải là nam hay là vì trong lòng ngươi có người yêu rồi, không thể thích được nữ nhân khác, cho dù nữ nhân đó là tuyệt sắc trời sinh. Nhưng theo ta biết, tất cả giống được trên đời bởi vì bản năng gieo giống, rất ít người không muốn mở một hậu cung lớn. Mặt yên chi lộ vẻ tò mò. Đều không phải vì những nguyên nhân này, kỳ thật lúc ban đầu khi vừa gặp ngươi, vẻ đẹp của ngươi mang tới cho ta áp lực rất lớn, thậm chí mấy lần khiến tim ta đập gia tốc, nhưng ta biết nếu thần phục ngươi, vậy ta chính là xong đời rồi, ở trên thuyền này khẳng định sẽ không thể ở được lâu về sau ta tự làm công tác tư tưởng cho mình khiến bản thân ta không thích ngươi nữa chu phàm thẳng thắng nói công tác tư tưởng yên chi nghe được từ này cũng cảm thấy có chút mới mẻ độc đáo ngươi là nói một loại không ngừng ám thị với bản thân à có thể nói như vậy sắc mặt chu Phạm nghiêm túc nói vẻ đẹp của yên chi quả thật là độc nhất vô nhị ít nhất hắn chưa từng thấy nữ nhân hoàng mỹ như vậy ngươi là ám thị bản thân như thế nào Lòng hiếu kỳ của Yên Chi bị khơi dậy ở trong lòng thầm nói ta là phấn hồng khô lâu à, không nói được không? Chu Phàm có chút ngượng ngùng gãi gãi mặt. Nói đi. Yên Chi nhíu mày, bằng không nàng đang ngủ cũng sẽ nhớ kỹ việc này. Ngươi đáp ứng ta đừng tức giận ta mới dám nói. Cho dù ta tức giận cũng có tác dụng gì đối với ngươi, nói chúng ta đã sắp ngủ rồi, đừng lề mề nữa, mau nói đi. Yên Chi không kiên nhẫn thúc giục. Được vậy ta nói chu phàm hít một hơi thật sâu kỳ thật ta là nghĩ thế này ta không ngừng nghĩ tuổi của ngươi rất lớn rất lớn nói không chừng còn lớn hơn cả tổ tiên chu gia ta vậy thì sao tuổi của bản tiên tử quả thật không tiện nói với ngươi nhưng tu đến cảnh giới này của ta có ai không phải đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng chẳng lẽ bởi vì điểm này mà ngươi có thể không đến xỉa tới mị lực của bản tiên tử à hai hàng lông mày của yên chi nhăn lại nói ở thế giới này đối với tu sĩ mà nói, tuổi vĩnh viễn không phải là vấn đề. Đương nhiên không chỉ là như vậy. Chu Phàm ho khẽ một tiếng. Ngươi nghĩ đi, tuổi của ngươi lớn như vậy, trong lúc này cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu thanh niên tài tuấn, nói không chừng con cháu nhiều tới không đếm xuể. Khụ, nói đến cũng kỳ quái, ta vừa nghĩ tới đây, dục vọng gì cũng không còn, mặt yên chi giống như bao phủ một tầng hàng sương vạn năm không tan, cặp mắt đó càng giống như sắp phun ra lửa vậy, nàng nghiến răng nghiến lợi, răng nghiến ken kết chu phàm, bản cô nương băng thanh ngọc khiết, không ngờ ngươi lại nghĩ ta xấu xa như. Vậy, ta, ta muốn giết ngươi. Ngực yên chi nhấp nhô kịch liệt, nàng giơ hai tay lên, nước sông hai bên thuyền chảy ngược lên cho dù ta chấp nhận phiêu lưu vẫn lạc, cũng phải tiêu diệt ngươi. Là ngươi muốn ta nói, vả lại ta chỉ là nghĩ bừa thôi. Chu Phàm vội vàng ôm đầu chạy trốn, chỉ là không gian trên thuyền quá nhỏ, nước sông hai bên thổi quét giống như tùy thời sẽ đánh tới vậy ngươi trước tiên bình tĩnh một chút, ngươi cũng chưa chắc đã giống như ta nói, là một lão nải nải có trăm con ngàn cháu, ngươi còn nói nữa, Hạ à, Yên Chi chỉ cảm thấy trong lồng ngực đã chất đầy hỏa khí, tay nàng chụp tới Chu Phàm, muốn ném tên hỗn đảng này này vào trong sông xám. Chỉ là đúng lúc này, thân ảnh Chu Phàm trở nên vạn vẹo, hắn bị đã dịch chuyển ra ngoài. Chiêu này của Yên Chi lại tóm hụt, nàng hơi ngẩn ra, hừ lạnh một tiếng, nước sông dựng lên phân tán xuống. Giống như tất cả chưa từng phát sinh vậy. Nhưng Yên Chi vẫn giận giữ thuyền, có phải ngươi đưa hắn ra ngoài trước không? Sao ta cảm thấy vẫn còn một chút thời gian nữa mới đúng, thuyền không đáp lại Yên Chi. Thừ, số nam nhân, ngươi đừng để lọt vào trong tay cô nương, nếu không Yên Chi nói tới đây lại đột nhiên bật cười, nộ khí cũng vì vậy mà vơi đi hơn nữa. Yên Chi vừa rồi quả thật rất phẫn nộ, nhưng sau đó nàng lại cảm thấy rất thú vị, có điều rất nhanh nàng lại trở nên lo lắng ngài, ký ức của ta không hoàn chỉnh chắc sẽ không thật sự giống như tên hỗn đảng này nói sớm đã con cháu truyền tới mấy trăm đời phân bố ở mỗi một ngóc ngách của thế giới này chứ trong lòng yên chi rối rắm một thoáng rất nhanh nàng lại tự phủ định loại chuyện này là không thể yên chi ta là ai sao có thể sinh con đẻ cái cho nam tử thế gian nam tử vô số nhưng ta chỉ ngưỡng mộ long tiền bối nhưng ở trong ký ức của ta ở thời đại của ta long tiền bối sớm đã là thần long thấy đầu không thấy đuôi tiên ẩn không biết bao nhiêu kỷ nguyên rồi trên mặt yên chi lộ ra vẻ cô đơn cũng chỉ có nam tử giá trị nhan sắc vô song như long tiền bối mới đáng cho ta ái mộ đáng tiếc đáng tiếc chung quy vẫn không có duyên được nhìn thấy yên chi lắc đầu không nghĩ tới việc này nữa nàng cúi đầu nhìn giáp bản trầm mặt một lúc mới nói khẽ hắn hình như có chút đặc thù bất kể là ngươi hay là mấy kẻ đó đều đối với hắn rất tốt nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha